Đa mạng đại nhân. Liễu Như Hoa, bây giờ có đầy đủ nhân chứng vật chứng, ngươi còn gì để nói nữa không? Dân phụ biết lỗi rồi. Dân phụ không đánh nhất thời hồ đồ, vì muốn làm chính thê mà ra tay sát hại phu nhân. Bây giờ dân phụ đã hối hận rồi, mong bao đại nhân tha thứ cho dân phụ vô tri, xử tội khoan dung. Im miệng. Hôm đó đến nay ngươi nhiều lần chối cãi không nhận, không hề có ý ra vẻ ăn năn hối cải. Nếu không phải có chứng cứ rành rành thì ngươi chịu nhận tội dễ dàng như vậy sao? Vụ án Chu phu nhân bị mưu sát, hôm nay sự thật đã được phơi bày. Dưới đường nghe phán, Liễu Như Hoa, ngươi thân là tiểu thiếp của Chu gia, không muốn cả nhà hòa thuận ấm êm, ngược lại vì muốn được làm chính thê đã trộn bột trì xen lẫn vào trong cơm trắng để sát hại phu nhân Chu gia. Phạm nhân suy nghĩ tỉ mỉ, thủ đoạn lòng dạ ác độc khiến cho lòng người căm phẫn. Sau khi sát hại, ngươi vì che đậy tội ác của mình cho nên lấy người khác làm kẻ chịu tội thay. Hành động xảo quyệt độc ác của ngươi đã là trời đất khó tha, làm cho mọi người phẫn nộ. Ý đồ của ngươi quả là bị ổi, đúng là tội không thể tha. Bổn phủ chiếu theo luật lệ Đại Tống phán ngươi tội chém đầu. Người đâu? Có. Giải bà ta vào đại lao thu hậu xử trảm. Dạ. Bãi đường. Hoàng tiểu thư, cô kiểm tra cô đem đủ đồ chưa? Hai người các ngươi khiên qua đây để rừng bên đó đi. Từ từ thôi. Ơi trời, Dương gia, tham kiến Dương gia, Dương phi nương nương. Chào Dương gia, Dương phi. Chào. Sao hai người lại đến nè, đây? Cô hỏi gì kỳ cục vậy? Chúng ta phải báo với lão gia chứ. Dạ, Dương gia xin cho tôi qua nghe không? Dạ. Nhớ nói với Công Tôn tiên sinh nữa nghe. Dạ, Dương gia. Dương gia, bao đại nhân đã chuẩn bị xong hành lý, ngựa và kiệu cũng đang đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Thiếp thấy chúng ta đừng làm lỡ hành trình của bao đại nhân. Chuẩn bị xong thì càng tốt, không cần đợi nữa, trực tiếp dọn đến phủ Dương gia của chúng ta thôi. Không biết Dương gia đến nên không kịp nghênh đón, kính mong Dương gia thứ tội. Không dám, không dám. Học trò Công Tôn Sách ra mắt Dương gia. Dương phi. Công Tôn tiên sinh cũng khách sáo quá rồi. Ngươi và Dương phi là bằng hữu cũ, sao lại không nói sớm? Làm ta tiếp đãi Công Tôn tiên sinh không chu đáo, đúng là thất lễ quá rồi. Chẳng lẽ bao đại nhân cũng không biết sao? Công Tôn tiên sinh là nhị sư huynh của Dương phi. Hai người họ cùng nhau lớn lên trong một tiệm thuốc, mười mấy năm sau gặp lại, đúng là hiếm có đó. Thì ra là vậy. Theo bổn vương thấy, bao đại nhân đến phủ ở chơi mấy ngày, huyện Bảo Lai là một nơi tốt đẹp để bổn vương làm tròn trách nhiệm chủ địa phương, giới thiệu phong cảnh đẹp nơi này với bao đại nhân. Đa tạ Dương gia đã mời. Chỉ tiếc là bao chẳng có hoàng mệnh trên người, cho nên cần phải đến những nơi tiếp theo để mà cứu giúp cho dân và giải quan cho bá tánh. Bao đại nhân chí công vô tư, bổn vương khâm phục vô cùng. Nhưng mà hôm nay về công, bao đại nhân đã phá được một vụ án lâu năm. Bổn vương cần thay mặt hoàng thượng, thay mặt trăm dân bá tánh của huyện Bảo Lai bày tỏ lòng đa tạ ơn người. Về tư, Công Tôn tiên sinh và Dương phi là bằng hữu cũ, đến phủ ở chơi mấy ngày ôn lại tình cảm xưa kia, cũng là tấm lòng của bổn vương và Dương phi. Hy vọng bao đại nhân đừng từ chối nữa. Vậy bao đại nhân, bổn vương đã bày tỏ lòng mình. Nếu như bao đại nhân cứ tiếp tục lưỡng lự và một mực từ chối, vậy thì hai người quá vô tình rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Thịnh tình của Dương gia, bổn phủ chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh. mời, bữa ăn đạm bạc, mong các vị đừng chê, cứ dùng tự nhiên nghe hả? Đa tạ Dương gia đã đón tiếp nhiệt tình, bao mộ quả thật không có công không dám nhận.
Bao đại nhân, hôm nay bổn vương vì tư quên công mà. Ta coi các vị như người nhà, người một nhà dùng cơm thì không cần câu nệ đâu. Huống chi công tôn tiên sinh và thê tử ta thân tới như vậy, lát nữa ta phải kính công tôn tiên sinh thêm mấy ly, mong bao đại nhân đừng trách bổn vương nha. Dương gia khách sáo quá rồi, phải là công tôn tiên sinh kính rượu dương gia và dương phi đây mới đúng chứ. Được, nói rất hay. Người đâu, mang rượu ra đây. Dạ. Đa tạ năm xưa công tôn tiên sinh đã chăm sóc thê tử ta. Bổn vương kính người, ta xin cạn trước. Công tôn tiên sinh. Dương gia, học trò không biết uống lắm, rượu này hiếm khi bổn vương được vui như ngày hôm nay. Người không uống tức là không nể mặt bổn vương rồi. Dương gia, bao đại nhân đừng nôn nóng, lát nữa bổn vương cũng sẽ kính người. Hôm nay bổn vương không sai không về hả? Người đâu, qua rót đầy cho công tôn tiên sinh đi. Dương gia. Thiếp thấy đủ rồi. Sao hả? Nàng thấy xót cho nhị sư huynh phải không? Mấy giò rượu này là rượu ngon nhất trong phủ Dương gia, nếu là những người khác ta cũng không nỡ lấy ra mời uống. Công tôn tiên sinh, ngươi học rộng biết nhiều như vậy, người nói thử xem, rượu này là xuất xứ từ đâu? Công tôn tiên sinh, công tôn tiên sinh uống say rồi. Công tôn tiên sinh, công tôn tiên sinh. Xem ra nơi này là một nơi thị phi, không nên nán lại lâu. Dương gia. À, bao đại nhân dậy rồi sao? Đêm qua ngủ có ngon không? Nhờ phước của Dương gia suốt đêm yên giấc. À, vậy thì bổn vương yên tâm rồi. Tối qua ăn uống no nê, làm tới mọi người trong phủ không được yên. Bổn phủ nghĩ hôm nay nên khởi hành, không nên tiếp tục quay lại. Bao đại nhân đã nghĩ nhiều quá rồi. Phủ Dương gia ta vắng vẻ buồn tẻ nhiều năm nay, hiếm khi có khách quý đến chơi. Ta vui mừng còn không kịp nữa mà, sao lại chê các người quấy rầy chứ? Nhưng mà trừ phi bao đại nhân chê ba dương phủ của ta, vậy bổn vương cũng không còn mặt mũi để giữ lại. Không, bổn phủ không có ý đó. Vậy thì bao đại nhân cứ yên tâm, ở lại trong phủ Dương gia chơi thêm mấy ngày đi. Phủ trấn Nam Dương. Chí Cương, vậy chuyện này con có làm hay không? Con mong nghĩa phụ suy nghĩ lại. Không cần suy nghĩ nữa. Đến bây giờ bổn vương mới phát hiện bản thân không có gì hết. Bây giờ người có thể giúp bổn vương chỉ còn lại một mình con mà thôi. Nhưng mà sự việc rồi cũng sẽ có cách giải quyết khác, đâu cần phải... Đủ rồi. Bổn vương đã quyết định,
Nếu như cả con cũng không bằng lòng giúp ta thì con đi đi. Việc nghĩa phụ căn dặn, con có chết cũng không từ nan. Chỉ là nếu như tiếp tục đi trên con đường này thì không thể nào quay đầu lại được. Nghĩa phụ à, người không suy nghĩ lại thật sao? Bổn vương đã không còn đường lui nữa rồi. Vì gia đình này, ta đành phải làm liều thôi. Dạ, Chí Cương xin nghe theo lời dặn của nghĩa phụ. Bảo An Đường. Trời ơi, hai nữa. Quân gia tha mạng. Ta thật không biết gì hết mà. Cậu tha cho ta đi, giết ta rồi chỉ làm dơ tay cậu thôi. Ông không cần sợ, ta không có giết ông. Nhưng mà ta cần ông làm việc này cho ta. Cậu muốn ta làm việc gì? Ta làm thành thì ít, làm hỏng thì nhiều. Cậu tìm người khác giùm cái đấy. Việc này ông nhất định phải làm. Ông yên tâm đi, công việc sướng như vậy ông sẽ rất thích đó. Việc sướng hả? Là việc gì? Có phải ông đang muốn biết tiểu quận chúa có phải là con gái của công tôn tiên sinh hay không, đúng không? Quân gia, cậu nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Người nghe không nói chuyện bà ấm. Ông đi gặp Dương Phi, uy hiếp bậy. Kêu ta đi uy hiếp Dương Phi hả? Ê, trời ơi, quân gia, ta có ăn gan hùm mật ấu, ta cũng không dám làm chuyện đó đâu. Cậu tha mạng cho ta đi. Ông không mà cần giả khùng ra đi. Ta kêu ông đi, ông cứ đi đi. Quân gia, nhìn không ra nha, cậu lúc nào cũng đã vẽ hết lòng trung thành với Dương gia, nhưng không ngờ cậu cũng là một tên bụng dạ thối tha. Ăn cháo đá bát qua cậu rút dạ. Ta tháo xàm, ta hôn, ta tha đi đâu. Nhớ kỹ lời của ta, tìm Dương Phi uy hiếp bậy, nói ông sẽ nói với Dương gia tiểu quận chúa chính là con gái của công tôn tiên sinh. Được. Tiểu quận chúa đúng thật là con của công tôn tiên sinh, ta nói không sai phải không hả? Đại sư huynh, huynh lại nói lung tung gì nữa vậy? Nếu huynh tiếp tục bịa đặt sinh sự thì sau này huynh đừng nên đến phủ Dương gia nữa. Ta đúng là thích nói lung tung kiếm chuyện sinh sự, nhưng mà chuyện này ta có bằng chứng xác thực nha. Muốn chối môi cũng không chối được đâu. Ta không muốn nghe, quỳnh về đi. Ta vẫn chưa nói xong mà, sao chưa gì đuổi về rồi? Ta đã nói rồi, ta không muốn nghe. Nếu như huynh còn không về thì ta sẽ cho người mời huynh ra ngoài. Người đâu? Người đâu? Không sao hết, muội không muốn nghe, nhưng mà Dương gia rất muốn nghe. Quỳnh. Nương nương có gì căn dặn? Không có gì nữa, lui xuống đi. Dạ. Ê, Thúy Anh à, ta biết muội là một người thông minh, không bao giờ làm chuyện dại dột. Đại sư huynh, rốt cuộc là huynh muốn gì đây? Trước đó mỗi lần huynh đến tìm ta, chỉ cần trong phạm vi ta có thể, có lần nào mà ta không giúp huynh không? Tại sao bây giờ huynh lại uy hiếp ta chứ? Không lẽ giữa chúng ta hoàn toàn không có chút tình cảm sư huynh muội nào sao? Xin lỗi muội, tình cảm sư huynh muội thì có nghe. Nhưng mà ta sợ sống cực khổ quá rồi, bây giờ đã đến lúc ta nên hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vì sống vinh hoa phú quý, huynh nhẫn tâm bán đứng ta và đại trung sao? Lẽ nào huynh không cảm thấy có lỗi với phụ thân ta? Năm xưa không có phụ thân ta thì huynh đã chết ở ngoài đường từ lâu rồi. Ta biết chứ. Ta không cần huynh đền đáp gì hết, nhưng mà huynh không thể vì bản thân mình mà hủy hoại ta và đại trung. Đại sư huynh, huynh hãy suy nghĩ lại đi. Ta biết huynh không xấu bụng, huynh không phải thật lòng muốn phá hủy gia đình ta, có đúng không? Trời ơi, không cần suy nghĩ nữa, dù sao có nghĩ cũng vô ích à. Ta bị người ta ép làm vậy thôi, muốn làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Ta đã không còn đường lui nữa rồi. Ai chứ? Là ai đã ép huynh? Huynh ở ngoài thiếu nợ người ta, có đúng không? Huynh thiếu bao nhiêu ta có thể trả nợ giùm cho huynh. Ta không muốn nợ ai hết.
tóm lại nói ra cũng vô ích. Tối nay muội đem theo 10.000 lương bạc đến, nếu như không ta nói cho Dương gia biết. Huynh có uy hiếp ta cũng vô ích, ta không tin huynh có bằng chứng gì. Huynh nói không có bằng chứng, Dương gia cũng sẽ không tin huynh. Được, muội không tin đúng không? Vậy ta đi tìm Dương gia, xem Dương gia có tin không. Nè, đại sư huynh, ta không có nhiều tiền như vậy. Ta biết, muội lấy trang sức đưa trước, lấy được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Có thể cho ta thêm thời gian, mấy ngày nữa ta nhất định sẽ đưa cho huynh. Không được, ta không có thời gian đợi nữa, phải đưa ngay tối này, ta đợi muội. Ta có nên đưa cho huynh ấy không? Lỡ như huynh ấy có lòng tham không đấy, thì ta phải làm sao? Ta phải làm sao đây? Thuốc đoạt mệnh. Thúy Anh, mùi đến rồi, mau vào trong đi. Nè, qua đây ngồi, ngồi. Ngồi xuống đi. Thúy Anh à, uống trà đi ha. Thúy Anh, mùi có đem đến không? Ê, trời ơi, Dương Phi, đúng là Dương Phi. Nhìn nè, món nào món nấy vừa nặng vừa tròn, thủ công cũng tinh tế vô cùng. Món nào món nấy cũng rất đáng giá. Đợi một lát, chuyện ta hứa với huynh, ta sẽ làm được. Chuyện huynh hứa với ta thì sao? Ê, trời ơi, muội yên tâm đi. Ta cũng muốn muội ở Dương Phủ gia được bình an vô sự, hạnh phúc suốt cả cuộc đời mà. Ta có thể tin huynh nữa không? Ta biết ta đã làm rất nhiều việc không nên làm, nhưng mà qua tối nay rồi, muội coi như đại sư huynh đã chết rồi ha. Ta chỉ đòi lần này nữa thôi, chuyện của tiểu quần chúa nó mãi mãi sẽ là một bí mật ha. Câu này là huynh nói đó. Ta không tin thế gian này không có công lý. Nếu huynh dám tiếp tục uy hiếp ta nữa thì huynh nhất định sẽ gặp quả báo. Ta biết, ta biết, ta sẽ chết không được yên thân ha. Ôi, đẹp quá, đẹp quá trời. Đẹp quá, chắc cái này đang giá lắm đây nè. Lần này ta giàu to rồi. Thuốc đoạt mệnh. Công tôn tiên sinh. Là Triển hộ vệ. Đây là thị vệ ngoài cửa đem vào, nó là con người giao cho công tôn tiên sinh. Là đại sư huynh ta hẹn ta sáng mai đến tìm thuốc nói chuyện một lát. Có chuyện gì không? Ta cũng không rõ. Ngày mai chúng ta rời khỏi đây, trước khi ra đi cần phải gặp huynh ấy một lần. Ta có chuyện cần dặn huynh ấy. Vì chuyện của Dương Phi nương nương đúng không? Công tôn tiên sinh đừng hiểu lầm. Triển mổ không phải hỏi chuyện riêng tư của công tôn tiên sinh, chỉ là Dương gia hình như có ý đồ xấu với công tôn tiên sinh. Ta và đại nhân đều thấy hơi lo lắng. Lại làm đại nhân và các cậu lo lắng, đúng thật là ngại quá. Ông đừng nói mấy lời khách sáo này. Đám huynh đệ bọn ta mỗi lần có chuyện gì đều là công tôn tiên sinh giúp đỡ giải quyết xử lý. Lần này mọi người đứng nhìn mà lòng rất lo lắng, muốn giúp công tôn tiên sinh nhưng mà lại không biết giúp từ chỗ nào.
Đúng vậy đó. Bọn ta cũng không biết rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng mà mỗi ngày thấy công tôn tiên sinh lòng đầy tâm sự, mặt ủ mày chau, làm bọn ta cũng thấy buồn theo. Đúng vậy. Đa tạ mọi người. Thật ra ta cũng không muốn giấu mọi người. Về chuyện tình cảm, cả bản thân ta cũng không rõ ràng, làm sao nói rõ với các cậu biết. Công tôn tiên sinh à, ông với Dương Phi chắc không phải chỉ đơn giản là sư huynh muội thôi, đúng vậy không? Không giấu mọi người, khi bị Chu gia hãm hại trước khi rời khỏi huyện Bảo Lai, ta và Dương Phi đã tự ước hẹn kết hôn rồi. Quả nhiên đã có chuyện này. Thật ra mọi người đã ngấm ngầm suy đoán hết cả buổi trời rồi. Ta luôn cảm thấy công tôn tiên sinh và Dương Phi rất xứng đôi. Ta nghĩ hai người lúc trước nhất định là đôi tình nhân thanh mai trúc mã, nhưng mà bọn họ không có tin ta. Xứng đôi sao? Là thanh mai trúc mã thì sao? Đây đều là chuyện của 16 năm trước rồi. Bây giờ vật đổi sao dời, lòng người cũng thay đổi. Tôi đừng nhắc nữa. Đúng vậy, dù sao cũng là chuyện trong quá khứ. Ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này, hãy bỏ lại tất cả những chuyện quá khứ đau lòng ở phía sau lưng đi. Đúng vậy đó, công tôn tiên sinh. Phủ trấn Nam Dương. Dương gia, Dương gia, không hay rồi. Im ngay, đêm khuya vắng lặng đừng làm kinh động mọi người. Ờ, dạ, dạ, chỉ cần thất lễ. Sao rồi? Sau khi Thúy Anh gặp Thường Bưu thì nói những gì? Là nơm nớp lo sợ bịt miệng của Thường Bưu, hay là không biết xấu hổ, không sợ ông ta công khai chuyện thân thế của Băng Nhi hả? Nghe mẫu, nghe mẫu người đã... Bãi làm sao còn nói mau đi. Nghe mẫu đã giết chết Thường Bưu rồi. Cái gì? Nghĩa phụ à, nghĩa phụ. Thúy Anh đã giết chết Thường Bưu sao? Dạ phải. Nghĩa mẫu đã hạ độc. Chính mắt con thấy Thường Bưu lăn đùng xuống đất, chết ngay tại chỗ. Tại sao Thúy Anh lại giết chết Thường Bưu? Ta kêu Thường Bưu uy hiếp bà ấy chứ không phải muốn bà ấy giết ông ta. Nếu như trong lòng bà ấy còn có bổn dương, bà ấy sẽ thành thật hết mọi việc với ta. Bằng gì có phải là con ruột của ta không, ta cũng không quan tâm. Nghĩa phụ à, những lời này người phải nói với nghĩa mẫu ngay từ đầu rồi mà. Ta không mở miệng nói được. Ta chỉ muốn Thúy Anh ở bên cạnh ta. Chuyện Thường Bưu ta có thể sắp xếp ổn thỏa, sao bà ấy lại giết người chứ? Bây giờ nghĩa mẫu rất yêu nghĩa phụ. Nghĩa mẫu thật sự rất yêu nghĩa phụ, cho nên người đành giết chết Thường Bưu mới có thể giữ mãi mãi bí mật này được, mới có thể giữ mãi mãi Băng Nhi ở bên cạnh người. Là chúng ta hiểu lầm nghĩa mẫu rồi. Không sai. Nếu như là vì công tôn sách, bà ấy sẽ cho Thường Bưu vạch trần chuyện Băng Nhi là con của bà ấy và công tôn sách. Họ vẫn là người nhà của ta, họ sẽ không rời xa ta. Nghĩa phụ à, bây giờ đã chứng minh tình ý của nghĩa mẫu đối với người, nhưng mà Thường Bưu đã chết rồi, bây giờ chuyện ra nông nổi này không còn có thể cứu vãn được nữa. Ta hiểu chứ. Một vụ án mạng không phải là một chuyện nhỏ đâu. Nhưng mà Bao đại nhân đang ở đây, nếu quan tâm vụ án này e là sẽ liên lụy tới nghĩa mẫu. Xem ra chỉ cần con đi nhận tội, gánh vác hết mọi tội lỗi, như vậy mới có thể bảo vệ được phủ Dương gia. Con không cần làm vậy. Ta không để bất cứ ai đi nhận tội đâu. Cho dù Bao đại nhân xử án như thần, ông ta cũng đừng hòng đụng vào bất cứ người nào trong Dương phủ. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, sao kỳ lạ vậy? Đại sư huynh hẹn ta đến đây mà sao huynh ấy đi đâu? Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh sao vậy? Đại sư huynh,
Đại sư huynh. Chết rồi. Là thuốc đoạt mạng. Người ngoài không có loại độc này. Không lẽ đại sư huynh tự dẫn sao? Không, không thể nào. Đại sư huynh là người tham sống sợ chết, huynh ấy không thể nào tự dẫn. Ngoại trừ hai chúng ta ra thì chỉ có Thúy Anh biết thuốc đoạt mạng này. Không lẽ cô ấy... Không, không thể nào. Thúy Anh không thể nào làm chuyện này. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. À, trên miệng ly này còn có vết son môi. Đúng thật là cô ấy. Tại sao? Tại sao cô ấy làm ra chuyện này? Ta phải làm sao đây? Đây rõ ràng là vụ án mạng. Ta không thể giả bộ coi như không biết gì. Chẳng lẽ ta phải đi tố cáo Thúy Anh sao? Bao quản gia, dạ. Công tôn tiên sinh đã về chưa? Trời ơi, chưa có về nữa. Không biết làm cái gì lâu quá. Trước lúc đi, công tôn tiên sinh có nói phải gặp đại sư huynh có việc cần thương lượng. Hai người đàn ông có việc gì phải thương lượng chứ. Hơn nữa còn nói lâu như vậy, thiệt cái tình. Bao đại nhân, có cần bốn dương phái người đi tìm không? Đa tạ dương gia. Công tôn tiên sinh kiềm chế bản thân rất nghiêm. Dù cho có chuyện bị giữ chân lại, tính thời gian chắc cũng sắp về rồi. Bái kiến dương gia, bao đại nhân, có chuyện không hay rồi. Đừng quản, có chuyện gì từ từ nói. Ông chủ thường bưu tiệm thuốc Bảo An Đường đã chết rồi. Hả? Đại sư huynh chết rồi sao? Đúng vậy. Hơn nữa, sư gia của bao đại nhân, công tôn tiên sinh, ở trong tiệm thuốc trong trận xác chết, ông ấy cũng đã cúi đầu nhận tội là ông ấy đã hạ độc giết thường bưu. Cái gì? Bảo An Đường. Ông tôi có lỗi với đại nhân, xin đại nhân tha tội. Nè, ai kêu các người trói công tôn tiên sinh vậy? Mau cởi trói đi, nhanh lên. Thưa đại nhân, ông trò biết luật mà phạm luật, tội không thể tha. Nếu như vì nể mặt bao đại nhân mà xử lý khoan dung, không những làm ảnh hưởng sự công bằng của pháp luật mà còn xúc phạm sự chính trực vô tư của bao đại nhân, tuyệt đối không thể. Bao đại nhân, hạ quan biết tội, xin bao đại nhân tha tội. Rốt cuộc chuyện này là sao? Trước giờ công tôn tiên sinh trung thành đôn hậu, Triển Mỗ thật không dám tin ông có thể nhẫn tâm hạ độc một người còn sống sờ sờ đó. Huống chi ông ấy còn là sư huynh của ông, một người trọng tình trọng nghĩa như công tôn tiên sinh. Cho dù ông và ông ấy có mối thù sâu nặng, ông cũng sẽ nhẫn nhịn ông ấy, không ra tay hạ độc như vậy. Sự thật mạnh hơn lời hùng biện. Ta đã đầu độc chết sư huynh, dù có hối hận hay bào chữa đi nữa cũng không cứu vãn được gì. Bây giờ ta thản nhiên đối diện với sự trừng trị của pháp luật. Công tôn tiên sinh nói thẳng, thường bưu đó là bị trúng độc mà chết. Nhưng thường bưu lại là ông chủ của tiệm thuốc, đối với màu sắc và mùi vị của các loại độc không thể nào không biết. Vậy thì làm sao dễ dàng đầu độc được? Đó là đại nhân không biết thôi. Thuốc độc học trò dùng là thuốc đoạt mệnh được đặc chế của gia sư, không màu không vị. Đợi khi đại sư huynh phát giác thì đã quá trễ rồi. Thuốc đoạt mệnh à? Đúng vậy. Triệu chứng của thuốc đoạt mệnh cũng giống như chết tự nhiên vậy, chỉ để lại dấu vết màu đỏ giữa trán thôi. Nếu là ngõ tác có nhiều kinh nghiệm, chỉ nhìn vào là biết. Học trò đã lấy thuốc đoạt mệnh đổ độc vào trong ly trà của đại sư huynh. Vật chứng vẫn còn đó, sau khi kiểm nghiệm mọi chuyện sẽ rõ. Thủ đoạn ác độc như vậy,
Nếu không có mối thù sâu nặng thì không thể nào làm vậy được. Công Tôn tiên sinh với lại Thường Bưu có thật có mối thù nặng như vậy không? Bổn phủ không tin. Năm xưa học trò học nghệ tiệm thuốc, đại sư huynh ngang tàn vô lễ, giấu trên lừa dưới, học trò chịu đủ khổ sở, luôn ôm mối hận trong lòng. Bây giờ hắn còn rêu ra quỷ hoại thanh danh của học trò, học trò không nuốt trôi cục tức này, thù oán chất chồng, nên đã ra tay độc chết hắn ta. Nếu là vì trả thù trút hận, vậy tại sao ở lại hiện trường thẳng thắn thú nhận tội? Sau khi đại sư huynh chết, học trò đã hối hận, nhưng đã quá trễ rồi. Cách duy nhất bây giờ chỉ có đối mặt với pháp luật, trả giá cho tội ác mình gây ra. Vậy thuốc đoạt mệnh đâu? Tại sao Triển Mẫu chưa từng nghe Công Tôn tiên sinh nhắc có loại thuốc độc này? Rốt cuộc thì nó như thế nào? Thuốc đoạt mệnh nó quá độc hại rồi, cho nên ta đã hủy đi toàn bộ dấu vết để tránh nó rơi vào tay người khác, làm hại tới người đời. Ông Công Tôn tiên sinh, Triển Mẫu không tin. Nếu Thường Bưu đúng là do ông giết, tại sao ông không tự biện minh cho mình? Rốt cuộc là tại sao chứ? Chính ta đã giết huynh ấy, kêu ta biện minh thế nào? Ông Bao đại nhân, hạ quan phải giải Công Tôn tiên sinh về Đại Lao huyện nha. Đi đi, mọi việc làm theo việc công, không cần kiêng dè bổn phủ. Hạ quan cáo lui. Bảo An Đường. Đại nhân, ngài tin rằng Công Tôn tiên sinh là hung thủ giết hại Thường Bưu à? Dĩ nhiên ta không tin rồi. Đại nhân, chúng ta cũng không thể bỏ lại Công Tôn tiên sinh không đâu. Dương Triệu và Mã Hán, họ vẫn còn đang đứng trước cửa. Xin đại nhân căn dặn. Mau truyền lệnh xuống, lập tức trở về dịch quán, điều tra rõ sự thật. Tham kiến Bao đại nhân. Không cần đa lễ. Kết quả điều tra thế nào rồi? Ở trong ly trà Thường Bưu đã uống, có phải trong đó có bỏ chất độc chi mạng không? Đúng vậy, đúng như những lời Công Tôn tiên sinh nói. Ngửi mùi vị, nhìn màu trong nước trà, không nhìn ra nó có độc. Nhưng mà lấy chuột thử độc, không được bao lâu thì con chuột đó ngã lăn ra chết ngay. Thường Bưu trúng độc này chết à? Đúng vậy, ở giữa trán Thường Bưu đúng là có một dấu chấm đỏ. Hiện Ngộ Tác đang kiểm tra trúng độc như thế nào. Bao đại nhân, lớp bên trong gan của Thường Bưu đều đen hết rồi. Tiếp tục kiểm tra. Dạ. Tiểu hồ vệ, tại sao Công Tôn tiên sinh nhận tội giết người vậy? Ông ấy tuyệt đối không giết người đâu. Tôi thấy có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Đúng vậy Triển đại ca, thật ra huynh có làm rõ chuyện này chưa vậy? Triển hồ vệ, Công Tôn tiên sinh tự cứu mạng của ta, cho dù thế nào ta cũng phải cứu ông ấy. Đúng vậy, nhất định phải tìm cách cứu ông ấy. Độc chết người, nhất định sẽ bị xử tội chết. Triển đại ca, huynh nói Công Tôn tiên sinh giết đại sư huynh của ông ấy thật không? Các người nói đủ chưa vậy? Tình hình đủ rối ren lắm rồi. Các người còn ở đây châm dầu vào lửa. Bây giờ chỉ có bản thân Công Tôn tiên sinh biết rõ chuyện này. Mỗi người nói một câu như vậy cũng vô ích thôi. Tại sao ra nông nỗi này chứ? Nếu không phải Dương gia mời lại, chúng ta đã rời khỏi đây rồi. Như vậy làm sao xảy ra chuyện được? Thì đó, chính ông ấy luôn kiếm chuyện với Công Tôn tiên sinh. Ai biết ông ấy có mục đích gì không? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nói không chừng bây giờ đại nhân đã làm rõ toàn bộ chuyện này. Lát nữa sẽ cùng Công Tôn tiên sinh về đây. Đại nhân. Tam thúc. Lão gia. Đại nhân, các người đi cùng với Tam thúc tới huyện nha. Có điều tra được gì không? Tại sao Công Tôn tiên sinh không cùng Tam thúc về vậy? Cái này phải chịu thôi. Bây giờ cả đại nhân cũng không cứu được Công Tôn tiên sinh rồi đó. Hả? Sao lại như vậy? Tuy Công Tôn tiên sinh đã nhận tội, nhưng mà chỉ cần ông ấy không phải là hung thủ, ta tin Ngộ Tác nhất định sẽ kiểm tra được Công Tôn tiên sinh đang nói dối. Không kiểm tra được, kết quả kiểm tra được đúng hệt như những gì Công Tôn tiên sinh nói. Đại nhân thấy sốt ruột trong lòng, nhưng mà không có cách nào hết trơn. Tại sao lại như vậy chứ? Không lẽ Công Tôn tiên sinh đúng thật là có thù oán sâu nặng với đại sư huynh, nhất định phải giết chết ông ấy sao? Không có. Năm xưa lão gia Chu gia hại ông ấy rất thê thảm, gần như không có chỗ nào cho ông ấy dùng thân. Ông ấy cũng không hề nghĩ đến chuyện trả thù, cho nên ta không tin Công Tôn tiên sinh lại vì chuyện trả thù giết hại đại sư huynh của ông ấy. Đúng vậy, sáng nay khi thấy Công Tôn tiên sinh ra cửa đâu có vẻ khác thường gì, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có án mạng xảy ra như vậy. Không lẽ Công Tôn tiên sinh bị điên thật rồi sao? Ông mới bị điên thì có đó. Chuyện đầu độc này chỉ cần đầu óc không tỉnh táo, độc thành công mới lạ. Không sai, xem ra hung thủ hạ độc này
nhất định không đơn giản. Hơn nữa ta tin suốt quá trình vụ án này, Công Tôn tiên sinh nhất định biết rõ. Chỉ có một điều ta không hiểu là nếu hung thủ không phải là ông ấy, tại sao ông ấy nhận tội chứ? Phụ trấn Nam Dương. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Thúy Anh à, nàng muốn đi đâu vậy? Thiếp không thể đợi được nữa, thiếp phải đến huyện nha coi sao, xem tình hình bây giờ thế nào rồi. Công Tôn tiên sinh có phải đã được thả hay không? Công Tôn tiên sinh chính là hung thủ, sao lại được thả ra chứ? Ông ấy không phải. Mẹ biết ông ấy là người thế nào. Cho dù đại sư huynh có làm gì, ông ấy cũng luôn kính trọng đại sư huynh, tuyệt đối sẽ không bao giờ hại chết đại sư huynh. Còn không hiểu đầu đuôi sự thật thì đừng gán tội người ta lung tung. Đủ rồi Thúy Anh, nàng đừng kích động quá. Ta biết nàng nôn nóng, cho nên ta đã phái Chí Cương đến đó coi sao rồi. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, sao vẫn chưa thấy Chí Cương về nữa? Nhất định là vì sự việc vẫn chưa được xác định kết quả. Nàng đừng nóng ruột, ta tin Chí Cương nhất định sẽ đem tin vui về. Nàng đợi thêm một lát đi. Đợi, ngài kêu thiếp đợi đến khi nào đi? Không được, thiếp phải đến huyện nha ngay bây giờ. Thúy Anh, nàng đừng quên thân phận của mình đó. Dương gia. Thúy Anh à, ta biết trong lòng nàng rất sốt ruột. Ông ấy là nhi sư huynh của nàng, nàng quan tâm cũng là đúng thôi. Nhưng mà nàng phải nhớ thân phận của mình. Nàng là Dương Phi, đường đường một Dương Phi xuất hiện ở huyện nha quan tâm vụ mưu sát của một người đàn ông. Chuyện này sẽ bị người ta đồn một cách sinh động như thật. Lúc đó mặt mũi của phủ Dương gia còn để ở đâu nữa? Dương gia, thiếp... Tâm trạng của ta cũng giống nàng bây giờ. Ta cũng không muốn nhìn thấy xảy ra bi kịch này. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi. Dù Công Tôn tiên sinh bị xử tội gì, chỉ cần nàng muốn cứu ông ấy, ta nhất định sẽ giúp nàng đến cùng. Dương gia, thiếp có lỗi với ngài. Thiếp không nên chỉ nghĩ tới cứu người mà không nghĩ tới lập trường và sĩ diện của Dương gia. Xin Dương gia tha thứ. Nàng quan tâm đến nhị sư huynh của mình là chuyện tốt, ta không có trách nàng đâu. Chá, giờ Công Tôn tiên sinh đã bị giam trong đại lao rồi, sao người còn nói giúp ông ta nữa chứ? Ở đây không có việc của con, về phòng đi. Nhưng mà... Được rồi, bây giờ mẹ con đang buồn, đừng làm cho mẹ con giận nữa, ngoan về phòng đi. Thúy Anh à, dù trời có sụp xuống cũng có ta đỡ, nàng không cần phải lo lắng gì. Huống chi chỉ là một mạng người thôi mà. Dương gia. Nghĩa phụ. Nghĩa mẫu con lòng như lửa đốt, tình hình thế nào rồi nói mau đi. Nghĩa mẫu à, nếu như con nói ra mong người đừng có đau buồn. Công Tô tiên sinh ông ấy đã... Ông ấy thế nào con nói mau đi. Công Tôn tiên sinh kiên quyết nhận tội, nó đã giết Thường Đại Thúc. Hơn nữa có bằng chứng hẳn hoi, Thường Đại Thúc đúng là do ông ta giết đó. Thúy Anh, hãy phấn chấn lên. Con nói rõ hơn đi, tại sao ông ấy nói đã giết Thường Bưu, có bằng chứng gì hả? Vì ngỗ tác kiểm tra xác nhận Thường Bưu đúng là trúng loại độc ông ấy đã nói. Đồng thời Công Tôn tiên sinh cũng đã thừa nhận tội mình. Hiện giờ ông ấy bị giam trong đại lao huyện nha. Không được, ta phải đi gặp Bao đại nhân. Ta không thể để Công Tôn tiên sinh nhận tội giùm mình. Câm miệng, ta cấm nàng nói nữa. Dương gia, ngài không biết đâu. Ta biết, ta biết tất cả mọi chuyện. Ý Dương gia nói ngài đã biết là chính thiếp giết đại sư huynh rồi sao? Đúng vậy. Chính vì ta biết chuyện này,
nên ta mới không để nàng dính vào vụ án. Bất luận thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào hết. Không thể như vậy. Giết người là tội chết. Thiếp không thể để Công Tôn tiên sinh gánh tội giùm cho thiếp. Xin Dương gia tha thứ, để thiếp ra mặt tự thú. Không. Thúy Anh à, dù nàng giết Thường Bưu với lý do gì đi nữa, ta tin chắc nàng làm vậy cũng vì ta, vì Băng Nhi và vì gia đình này. Bây giờ nàng đã làm được rồi. Thường Bưu đã chết, sau này không còn ai tới quấy rầy chúng ta nữa. Nàng đành lòng bỏ lại mọi thứ sao? Nàng đành lòng bỏ lại gia đình này đi tự thú sao? Thiếp không muốn. Thiếp cũng muốn cả nhà chúng ta sống một cách vui vẻ êm ấm. Nhưng mà thiếp không thể ích kỷ như vậy, chỉ vì tốt cho bản thân, để Công Tôn tiên sinh chết một cách oan uổng. Không, đây không phải là ích kỷ. Nghi mẫu à, bây giờ nhất cử nhất động của người ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong phủ Dương gia. Dù cho người không nghĩ cho bản thân của mình, cũng nên nghĩ cho Dương gia, và cũng nên nghĩ cho Băng Nhi chứ. Ta không lo nghĩ được nhiều như vậy. Nghi mẫu à, không lẽ người thật sự vì Công Tôn tiên sinh không màng tới hậu quả gì hay sao? Ta chỉ là trả giá cho hành vi phạm tội của ta, chứ không phải vì bất cứ một ai. Đây là hậu quả ta nên nghĩ khi ra tay. Hạ độc giết chết đại sư huynh, ta không nên để bất cứ ai gánh tội giùm mình. Nghe mẫu à, nhưng mà cái giá này không phải một mình người có thể gánh vác được hết đâu. Nếu như người đi đầu thú rồi, quan phủ nhất định sẽ điều tra hỏi động cơ giết người của người. Nghe mẫu à, tại sao vậy? Tại sao người nhất định phải giết Thường Đại Thúc chứ? Đi. Nghe mẫu à, vậy hãy nói đi, tại sao vậy? Con đừng tiếp tục hỏi ta nữa. Con không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng mà con biết quan phủ không làm rõ được sự thật thì họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Nghĩa mẫu à, người hãy nghĩ lại đi. Phủ Dương gia không thể thiếu người. Nếu như Tiểu Băng biết được Nghĩa mẫu là một hung thủ giết người, mụi ấy có chấp nhận được không? Nếu như để người đời biết được Dương Phi là tội phạm giết người, thì mặt mũi Dương gia để ở đâu, sẽ ảnh hưởng tới tên tuổi anh hùng của Dương gia. Ta huống hồ tình cảm của nghĩa phụ đối với nghĩa mẫu. Nếu như nghĩa mẫu đi rồi, vậy thì nghĩa phụ có cô độc một mình sống tiếp nữa hay không? Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Phim được dịch và lồng nàng không cần phải làm gì hết, chỉ cần yên lòng là được rồi. Nàng không cần phải lo, cứ giao hết mọi việc cho ta và Chí Cương. Dương gia muốn giải quyết thế nào? Người không nên bị liên lụy nhất chính là Dương gia. Thiếp không muốn Dương gia dính vào chuyện này. Nếu làm ảnh hưởng thanh danh của Dương gia, tội của thiếp cả đời cũng không rửa sạch được. Chỉ cần nàng bình an vô sự, danh tiếng của Dương gia không là gì hết. Thúy Anh à, nàng phải hứa với ta, tuyệt đối không được tự thú nhận tội. Vậy Công Tôn tiên sinh thì sao? Nghĩa mẫu à, vấn đề của Công Tôn tiên sinh tự nhiên bao đại nhân chịu trách nhiệm, ông ấy sẽ không sao hết. Hy vọng nghĩa mẫu lấy phủ Dương gia làm đầu, tuyệt đối không nên sinh thêm chuyện gì hết. Nàng phải hứa với ta, tuyệt đối không được tự thú nhận tội. Nếu không, ta sẽ nói ta và nàng là đồng phạm. Dù định tội gì đi nữa, chúng ta đều sống chết có nhau. Không được, Dương gia không được chịu sự lăng nhục này. Vậy thì phải coi trong lòng của nàng, giữa ta và Công Tôn tiên sinh, người nào quan trọng hơn. Không lẽ kêu nàng quyết định khó đến như vậy sao?
thiệp xin hứa. Thiệp xin hứa với Dương gia, thiệp không ra mặt tự thú. Không sao hết. Ta biết nàng vẫn thấy lo trong lòng. Ta hứa với nàng, lấy danh nghĩa Dương gia của ta, cố gắng giữ lại mạng sống của ông ấy, tuyệt đối không để ông ấy chịu bất cứ thiệt thòi gì. Đa tạ Dương gia. Không cần đâu. Công tôn tiên sinh gánh tội chết thay cho nàng. Đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, chúng ta phải đa tạ ông ấy chứ. Đáng chết. Thê tử của bổn vương phạm phải tội chết, không ngờ cần một người đàn ông bên ngoài ra gánh tội. Công tôn sách ở công tôn sách, ngươi cũng coi thường bổn vương quá rồi. Xin nghĩa phụ bớt giận. Chết một tên thường bưu thì đã sao? Ông ta tưởng ta không bảo vệ được Thúy Anh à? Ông ta tưởng ông ta có thể cứu được Thúy Anh sao? Ông ta chẳng qua chỉ là một sư gia tầm thường của Bao đại nhân thôi. Dựa vào đâu mà so với bổn vương hả? Ông ta dựa vào đâu mà lấy mạng của ông ta thể hiện tình yêu dành cho Thúy Anh? Dựa vào đâu hả? Nghĩa phụ à, công tôn tiên sinh chỉ là một kẻ phàm phu, không cần vì ông ta mà tức giận như vậy. Không có đáng đâu. Người phải giữ gìn sức khỏe. Còn nói đi, người Thúy Anh yêu là ta hay là ông ấy? Người nghĩa mẫu yêu tất nhiên là nghĩa phụ rồi. Nhưng mà công tôn sách có thể chết vì bà ấy, Thúy Anh sẽ nghĩ như thế nào? Cái này con không phải nghĩa mẫu, cho nên không thể trả lời. Thúy Anh là một người trọng tình trọng nghĩa. Công tôn sách có thể vì bà ấy mà hy sinh tính mạng của mình. Bà ấy nhất định sẽ không bao giờ quên ông ta. Không có chuyện đó đâu. Nghĩa mẫu nhất định sẽ biết chừng mực mà. Không, quá muộn rồi. Tất cả đã quá muộn rồi. Nghĩa phụ à. Đủ rồi. Ta đã chịu đủ sự xúc phạm của công tôn sách. Ông ta thích gánh tội giùm Thúy Anh như vậy. Được, ta sẽ để ông ta gánh hết. Nhưng mà ông ta đừng hòng để lại ấn tượng si tình ở trong thâm tâm của Thúy Anh. Ta bắt ông ta chết trong sự căm ghét của mọi người, bị mọi người khinh bỉ và nguyền rủa. Nghĩa phụ à, dừng tay lại đi, đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm. Ta không có sai. Nếu như lúc đầu nghĩa phụ không kêu con sai khiến Thường Bưu uy hiếp tống tiền, thì sự việc không xảy ra nông nổi này. Nghĩa phụ à, người đừng càng lún càng sâu mà. Ta hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, con cứ làm theo lời ta là được rồi. Nghĩa phụ à, con có làm hay không? Dạ con. Quyền Bảo Lai. Tần Giáo Quý, bị giam ở đại lâu này đúng là vất vả cho ông rồi ha. Ta bây giờ đã là một người có tội, không có gì để nói. Nhưng không biết Tần Giáo Quý có chuyện gì không? Sao đột nhiên lại đến đây thăm ta? Ta đến gặp công tôn tiên sinh đúng là có một việc cần phải bàn. Nhưng mà việc này liên quan tới thanh danh và tính mạng của tiên sinh, ta thật lòng không biết mở lời như thế nào. Ta đã là một tội phạm chờ xử tử, làm gì có thanh danh tính mạng hả? Không giấu gì công tôn tiên sinh, trước đêm Thường Đại Thúc trúng độc tử vong, chính mắt ta nhìn thấy nghi mẫu cầm một bao hành lý tới đó tìm Thường Đại Thúc. Họ nói chuyện được một lúc, hình như xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó thì sao? Cậu còn nhìn thấy gì nữa? Ta có nhìn thấy hình như nghĩa mẫu lén bỏ thuốc gì đó vào trong ly trà của Thường Đại Thúc. Thường Đại Thúc không hề phát giác. Đợi sau khi ông ấy cầm lên uống thì giống như bị hôn mê vậy, ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Sau đó thì không thấy ông ấy đứng dậy nữa. Bây giờ ta đoán rằng nghĩa mẫu nhất định bỏ thuốc đoạt mệnh vào đó. Không, Dương Phi không bao giờ làm ra chuyện này. Cậu phải tin lời ta nói, người hạ độc chính là ta. Cậu đã nhìn lầm rồi.
Ta cũng hy vọng là bản thân ta nhìn lầm. Ta hy vọng là ta qua mắt. Ta hy vọng nghĩa mẫu không bỏ thuốc gì vào ly trà của Thường đại thúc. Ta hy vọng tất cả những gì người làm ta đều không nhìn thấy. Ta càng hy vọng nghĩa mẫu chưa bao giờ bước ra khỏi phủ Dương gia. Nhưng mà sự thật rành rành trước mắt, nghĩa mẫu là hung thủ giết người mà. Cậu không được nói với Dương gia. Ông yên tâm đi, tới giờ Dương gia chưa có biết đâu. Vậy thì tốt. Ta biết Dương gia đối với Dương phi tình sâu nghĩa nặng. Bây giờ ta đã nhận tội, ta sẽ gánh lấy tất cả mọi hình phạt không liên quan tới Dương phi. Công Tô tiên sinh bằng lòng làm vậy thật sao? Ông không có một lời oán than nào hết à? Kể từ lúc ta lên tiếng nhận tội thì ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Đến chết ta cũng không đổi lời khai làm hại đến Dương phi. Hy vọng cậu đừng kéo bà ấy vào chuyện này. Ta biết rồi. Thật ra ta cũng là vì bảo vệ Dương phi cho nên mới tới gặp ông. Sau khi vụ án xảy ra, Công Tôn tiên sinh cũng vì bao che Dương phi và phủ Dương gia cho nên không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Nhưng mà bao đại nhân xử án tài giỏi và nhiều kinh nghiệm, e là không giấu lâu được đâu. Sự thật này sớm một cũng bị phơi bày dưới ánh sáng mà thôi. Ta chắc chắn gánh tội này rồi. Cho dù bao đại nhân muốn phản án giùm ta, e là còn khó hơn lên trời. Cậu không cần lo. Cho dù là khó hơn lên trời, với sự nhân hậu của bao đại nhân và mức xem trọng Công Tôn tiên sinh, ta tin tất cả mọi người trong Khai Phong phủ đều không bỏ cuộc rửa sạch tội danh giùm cho ông đâu. Ý của Tần giáo quý là ông là trợ thủ đắc lực của bao đại nhân, tất nhiên nắm rõ bao đại nhân xử án như lòng bàn tay của mình. Cũng chỉ có Công Tôn tiên sinh giúp bọn ta tìm ra cách nào đó quá giải, xóa bỏ nghĩa mẫu bị nghi ngờ. Có vậy ta mới có thể yên lòng thật sự được. Ta hiểu rồi. Đây mới là mục đích cậu đến hôm nay. Quá thật ta không muốn ép Công Tôn tiên sinh vào được chết. Nhưng mà vì Dương phi và vì Dương gia, ta đành hy sinh Công Tôn tiên sinh vậy. Tất cả mọi tội lỗi này cho một mình ta gánh vác. Ta xin Công Tôn tiên sinh thành toàn. Đại ơn đại nghĩa của Công Tôn tiên sinh ta không thể đền đáp. Chỉ cần Dương phi bình an, cho dù kiếp sau có làm trâu làm ngựa, ta cũng đền đáp ơn nghĩa cho Công Tôn tiên sinh. Tần giáo quý một lòng trung thành khiến người ta khâm phục. Cậu yên tâm đi, trước giờ bao đại nhân xử án đều xem bằng chứng. Chỉ cần bằng chứng đầy đủ, cho dù ngài ấy không nỡ cũng sẽ xử trảm theo pháp luật. Công Tôn tiên sinh nhận tội tới giờ vẫn còn thiếu một vật chứng rất quan trọng. Đúng vậy. Không biết sau khi bà ấy hạ độc đã giấu lọ thuốc đoạt mệnh ở chỗ nào. Ta biết nó ở đâu. Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có một phụ nhân cầu kiến. Là gì chuyện gì? Nghe nói về chuyện của Công Tôn tiên sinh. Mau mời. Dạ. Bao đại nhân mời vào. Hàng Thúy Anh tham kiến bao đại nhân. Là Dương phi nương nương. Hôm nay Thúy Anh cầu kiến với thân phận là sư muội của Công Tôn tiên sinh. Nếu lễ nghĩa sai ở đâu, xin bao đại nhân lượng thứ cho. Dương phi nương nương khách sáo quá rồi. Nghe nói Dương phi đến đây vì chuyện của Công Tôn tiên sinh, cụ thể như thế nào Dương phi hãy nói cho bổn phủ biết. Đại sư huynh của ta không phải Công Tôn tiên sinh sát hại. Làm sao Dương phi biết được? Có bằng chứng gì không? Ta không có bằng chứng. Thuốc đoạt mệnh đó là độc môn do gia phụ bào chế. Trong tay Công Tôn tiên sinh không có giọt nào, thì làm sao độc chết đại sư huynh được đây? Công Tôn tiên sinh có nói rõ thuốc đoạt mệnh đó lấy được từ đâu không? Công Tôn tiên sinh không có nói lấy từ đâu. Vậy thuốc đoạt mệnh còn lại đâu? Lại được giấu ở chỗ nào hả? Công Tôn tiên sinh chỉ nói đã hủy đi hết rồi. Bổn phủ không biết chút gì về loại độc này.
Mong Dương Phi nương nương nói rõ để tiện việc điều tra sự thật. Thúy Anh nhất định sẽ cố hết sức. Mong Bao đại nhân sắp xếp cho Thúy Anh đối chức với Công Tôn tiên sinh. Được. Công tôn tiên sinh. Tại sao lại như vậy? Huynh tuyệt đối không hạ độc sát hại đại sư huynh. Vụ án này có đại nhân định đoạt, Dương Phi không tiện đến đây suy đoán bừa bãi. Ta đến chỗ này là để nói rõ sự thật. Không được đâu. Công tôn tiên sinh sợ chuyện gì? Huynh nói huynh lấy đâu ra thuốc đoạt mệnh? 16 năm trước khi huynh rời khỏi đây không hề đem theo bất cứ thứ gì. Đúng vậy, nhưng ta ở trong phủ Dương gia từng nghe lén được muội và tiểu quận chúa nói chuyện với nhau. Ta biết ở trong phòng muội ngăn dưới cùng trong rương còn để lại một lọ. Cái gì chứ? Huynh có quên... chuyện này thật à? Nếu đại nhân không tin lời ta nói, có thể theo Dương Phi đến phủ Dương gia xem thử. Tần giáo quý và tiểu quận chúa đều có thể làm chứng. Trước đó trong rương của Dương Phi có một lọ thuốc đoạt mệnh. Đúng vậy, nhưng nó đã mất rồi. Bây giờ công tôn tiên sinh ông đã giấu thuốc đoạt mệnh ở đâu? Ta nghe Dương Phi nương nương nói là loại thuốc cực độc này tuyệt đối không thể tùy tiện hủy đi được. Bổn phủ cần ông nói cho rõ. Ta giấu nó không xa lắm, vẫn còn ở trong tiệm thuốc. Bảo An Đường. Hôm nay nàng đi đâu vậy? Đi gặp Công Tôn tiên sinh hay là nàng đi tìm Bao đại nhân? Thiếp đi gặp Bao đại nhân. Nàng đã hứa với ta không nhúng tay vào chuyện này mà. Nàng gặp Bao đại nhân nói những gì rồi? Chuyện của chính thiếp, thiếp không nói câu nào. Thiếp chỉ muốn rửa sạch tội oan cho Công Tôn tiên sinh, cho nên đến gặp Bao đại nhân nói giúp cho huynh ấy. Nàng lo cho mình còn chưa xong vậy mà còn đi nói giúp ông ấy sao? Vậy Bao đại nhân có nghi ngờ nàng không? Chắc là không có. Bao đại nhân rất thông minh, nếu nàng tiếp tục hồ đồ nữa sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Sau này ta cấm nàng đi gặp Bao đại nhân nữa, có biết không? Dịch quán Bảo Lai. Đại nhân, bổn phủ từng đối diện với vô số kỳ án biên hoa kỳ lạ, cũng từng đối mặt với nhiều hoàng thân quốc thích coi trời bằng dung, nhưng chưa từng thấy sợ hãi lần nào. Cho đến ngày hôm nay, Công Tôn tiên sinh không ở bên cạnh, bổn phủ mới nhận ra không ngờ bản thân vô kế khả thi. Đại nhân không cần lo lắng, còn thuộc hạ nữa. Vì muốn cứu Công Tôn tiên sinh, chúng thuộc hạ chờ lệnh của Bao đại nhân vào nơi nước sôi lửa bỏng không từ nan. Bây giờ tất cả chứng cứ đều có đầy đủ, hung thủ chính là Công Tôn tiên sinh. Bổn phủ ruột gan rối bời, muốn điều tra cũng không biết điều tra từ đâu nữa. Thì ra Tam Thúc cũng có lúc ruột gan rối bời. Trời đất ơi, Hoàng tiểu thư, mọi người về chuyện Công Tôn tiên sinh đã thấy rối ren rồi. Đừng có cười trên sự đau khổ người khác, coi chừng lần sau tới lượt cô bây giờ. Ông đừng có đứng ở đây nói gỡ. Nếu như lần sau đến được ta thì ta bắt ông gánh tội thay. Bao Hoàng. Tam Thúc, đừng tìm con. Con không có nói gì hết. Nói, nếu như Công Tôn tiên sinh thấy người khác gánh tội chữ chết thì sẽ gánh giùm ai? Con không biết. Nhưng mà nếu nhất định phải nói thì rất có thể là Dương Phi nương nương. Con thấy quan hệ của Công Tôn tiên sinh và Dương Phi nương nương phải nói rất kỳ lạ. Bao Hưng à, theo ta thấy
Công Tôn tiên sinh và Dương Phi có thể lén lút gặp riêng nhau thì tình cảm của họ nhất định vượt quá mức bình thường. Cái này cũng có khả năng xảy ra lắm mà nghe. Ý của Bao đại nhân là Công Tôn tiên sinh gánh tội dùng Dương Phi sao? Không, suy đoán này quá cẩu thả và nông cạn rồi. Chỉ là lúc này bổn phủ nghĩ ra một chút manh mối. Công Tôn tiên sinh sở dĩ có hành vi bất thường, một mình gánh hết mọi tội danh, chỉ có một khả năng là gánh tội dùng người khác. Sáng ngày mai phái người lập tức chia ra điều tra, nhất định phải tìm ra manh mối nào đó. Dạ. Bao Hoàng. Dạ Tam Thúc. Nếu lần này Công Tôn tiên sinh có thể rửa sạch tội quan, bổn phủ sẽ ghi một công lớn cho con. Nhất định có thể. Công Tôn tiên sinh nhất định sẽ không sao. Phim được dịch hay quá. Tại Phim TV. Bảo An Đường. Đa tạ nghe. Cô nói thật hay nói dối vậy? Thật mà, có chuyện này thật đó. Đa tạ cô nha. Đừng khách sáo. Đa tạ, sao rồi? Quan Tố Thư, Bao quản gia, hai người có hỏi được tin gì không? Tất nhiên được rồi. Các người biết không, trước hai ngày Thường Bưu chết, luôn miệng khoe với mọi người, nói ông ta sắp được phát tài tới nơi rồi. Sắp phát tài hả? Giờ liên quan gì tới cái chết chứ? Chắc chắn ông ta phát tài nhà Tống Tiền đó, nên mới bị người ta sát hại thôi. Ê, trước buổi tối Thường Bưu tử vong, có một người đàn bà tới tìm ổng kìa. Ê, ta nói các người biết, có biết người đó là ai không? Là ai? Dương Phi nương nương nương. Bao đại nhân vội vàng mời ta đến đây, có phải vụ án của Công Tôn tiên sinh có tiến triển gì không? Đúng vậy. Bổn phủ hỏi Dương Phi nương nương một câu trước. Dương Phi nương nương có thật là hy vọng Công Tôn tiên sinh có thể vô tội được thả, rút lui an toàn không? Tất nhiên ta hy vọng. Chỉ cần có thể Công Tôn tiên sinh bình an vô tội, ta bằng lòng làm bất cứ việc gì. Nếu là như vậy thì tại sao Dương Phi nương nương không nói thật với bổn phủ? Việc ta biết, ta đều nói hết rồi. Bảy nói dối. Trước buổi tối ngày Thường Bưu tử vong, Dương Phi nương nương có đến tiệm thuốc, có đúng vậy không? Bọn ta có nhân chứng làm chứng. Dương Phi nương nương muốn chối cãi coi bộ khó à nghe. Dương Phi nương nương cứ luôn miệng nói quan tâm Công Tôn tiên sinh. Bây giờ Công Tôn tiên sinh đang gặp nguy hiểm, tại sao vẫn còn muốn che giấu? Rốt cuộc Dương Phi muốn giấu chuyện gì? Không giấu gì Bao đại nhân, đúng là ta có đến tìm đại sư huynh. Nếu nói như vậy, hung thủ sát hại Thường Bưu thật sự chính là Dương Phi nương nương rồi. Không, đúng là trong đầu ta từng nảy sinh ý nghĩ này, nhưng mà ta biết ta không thể làm vậy. Đây là một việc mất hết tính người, ta không ra tay được. Dương Phi nương nương từng nảy sinh suy nghĩ này à? Tại sao chứ? Thường Bưu là đại sư huynh của bà mà. Tại sao bà lại muốn giết ông ta? Không, ta không nói được. Cho dù Công Tôn tiên sinh bị xử tội chết, bà vẫn không chịu nói ra sự thật à? Không lẽ bà không màng đến sự sống của Công Tôn tiên sinh thật sao? Các người đừng ép ta. Chuyện này liên quan tới một bí mật rất quan trọng, dính dáng tới rất nhiều người. Ta không nói được. Ta không nói được. Tất cả lùi xuống đi. Dạ. Bây giờ chỉ còn ta và Dương Phi hai người. Nếu như Dương Phi thật sự có lòng muốn cứu Công Tôn tiên sinh, mong Dương Phi đừng giấu giếm bất cứ điều gì nữa. Chuyện đến nước này, không nói cũng không được rồi. Nhưng mà cậu xin Bao đại nhân tuyệt đối phải giữ bí mật này, không được nói cho người nào biết nữa. Xin Dương Phi nương nương yên tâm, chuyện Dương Phi nói ra chỉ có mình bổn phủ biết. Bổn phủ lấy ô sa trên đầu mình ra hứa, tuyệt đối không để Dương Phi nương nương phải khó xử. Được, vậy thì ta nói ra sự thật. Tiểu quận chúa không phải là con của Dương gia, thật ra là con của ta và Công Tôn tiên sinh.
Dương gia có biết chuyện này không? Dương gia chưa biết chuyện này. Công tôn tiên sinh thì sao? Còn Thường Bưu sao lại có liên quan gì tới chuyện này? Vì đại sư huynh đã biết chuyện này, huynh ấy đã uy hiếp tống tiền ta. Nếu như ta không làm theo thì huynh ấy sẽ nói ra tất cả cho Dương gia biết. Khi Dương Phi rời khỏi tiệm thuốc Thường Bưu, có gì bất thường không? Sau khi huynh ấy lấy châu báu, vui mừng khôn xiết, ta cũng không dám ở lâu nên đã vội vàng ra về. Nếu như Thường Bưu có thể uy hiếp Dương Phi nương nương thì tất nhiên cũng sẽ uy hiếp công tôn tiên sinh. Không có đâu, đại sư huynh không làm như vậy đâu. Không phải công tôn tiên sinh giết đại sư huynh đâu. Dương Phi luôn nhấn mạnh không phải ông ấy. Có bằng chứng gì không? Công tôn tiên sinh không phải là một người hồ đồ. Nếu như đại sư huynh uy hiếp ông ấy, ông ấy sẽ tự có cách ứng phó mà. Đúng là công tôn tiên sinh có bản lĩnh ứng phó, nhưng nếu Thường Bưu có lòng tham không đấy, hoặc là công tôn tiên sinh biết Thường Bưu cũng uy hiếp tống tiền Dương Phi, Không lẽ công tôn tiên sinh vì bảo vệ bí mật này nên hạ độc thủ sát hại Thường Bưu sao? Không phải đâu, sự thật không phải như bao đại nhân đã nghĩ đâu. Đáng chết! Triển hộ vệ, các người mau khuyên bao đại nhân đi. Đại nhân, chúng ta luôn nỗ lực để cứu công tôn tiên sinh. Tại sao đại nhân cho rằng công tôn tiên sinh chính là hung thủ sát hại Thường Bưu? Dạ phải lão gia, mạng người rất quan trọng, xin lão gia suy nghĩ cho thật kỹ. Tam thúc, chúng ta đã nghiên cứu qua, công tôn tiên sinh nhận tội giùm người khác. Bây giờ chúng ta nên tìm ra hung thủ thật sự, chứ không phải đưa ông ấy vào chỗ chết. Nếu như bản thân công tôn tiên sinh có động cơ thì ông ấy chính là hung thủ. Đại nhân, công tôn tiên sinh rốt cuộc có động cơ gì để sát hại Thường Bưu chứ? Bổn phủ và Dương Phi nương nương đã làm rõ một số nghi điểm của vụ án. Công tôn tiên sinh có đầy đủ lý do hại chết Thường Bưu. Dương Phi nương nương, rốt cuộc bà đã nói gì với Tam thúc? Tại sao trái tim của bà nhẫn tâm quá? Công tôn tiên sinh tốt với bà như vậy, tại sao bà lại hại ông ấy? Ta không có. Lão gia của ta định tội công tôn tiên sinh rồi, bà còn nói không có hả? Đủ rồi, không được vô lễ với Dương Phi nương nương. Tam thúc đã từng nói xử án phải mạnh dạn tỉ mỉ. Theo phán đoán mạnh dạn tỉ mỉ của con, Dương Phi nương nương chống hung thủ hơn là công tôn tiên sinh. Đúng vậy, lão gia phải hỏi cho rõ ràng, đừng có dễ dàng tha cho Dương Phi nương nương. Dương Phi nương nương, bà tự nói đi, có phải chính bà là người sát hại Thường Bưu không? Nói đi. Nghi mẫu à, người hãy nghĩ cho kỹ, phủ Dương gia không thể thiếu người. Nếu như để Tiểu Bằng biết nghi mẫu là một hung thủ giết người, muội có chấp nhận được không? Nếu như để người đời biết được Dương Phi là tội phạm giết người thì mặt mũi Dương gia sẽ để đâu? Nó sẽ ảnh hưởng tới tên tuổi anh hùng của Dương gia đó. Thúy Anh, nàng phải hứa với ta, nàng nhất định phải hứa với ta, tuyệt đối không được tự thú nhận tội. Nếu không, ta sẽ nói ta và nàng là đồng phạm. Dù đến tội gì đi nữa, chúng ta đều sống chết có nhau. Dương Phi nương nương. Dương Phi nương nương, bà do dự cái gì? Bà nhất định là có tật giật mình. Ta cũng muốn ta có thể nói là chính ta đã giết người. Như vậy ta có thể cứu công tôn tiên sinh rồi. Phim được dịch và lồng tiếng. Chỉ tiếc là không phải do ta giết. Vậy bà đến tiệm thuốc đã nói những gì với Thường Bưu? Tại sao tối như vậy còn đi tìm ông ấy? Bà giải thích rõ ràng đi. Nói đi chứ. Bao Hoàng, không được làm khó Dương Phi nương nương nữa. Sự việc là do công tôn tiên sinh làm thì ông ấy phải tự gánh vác. Bổn phủ tin rằng khi công tôn tiên sinh hành hung giết người đã ngộ ra được điều này. Đại nhân, tránh ra. Đại nhân à, xin ngài nhất định phải cứu công tôn tiên sinh. Tam thúc, công tôn tiên sinh đi theo chúng ta nhiều năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Đừng nói là công tôn tiên sinh không có giết người, cho dù là Thường Bưu đúng là ông ấy giết chết đi nữa, chúng ta cũng phải giúp ông ấy. Trời đất ơi, Hoàng Tổ Thư, không được nói bậy bạ. Cô đánh chết ta, ta cũng không tin công tôn tiên sinh hạ độc thủ giết người đâu. Xin đại nhân điều tra rõ hơn nữa. Nếu như vội vàng định tội công tôn tiên sinh, sau này đại nhân nhất định sẽ hối hận không kịp đâu.
Đại nhân, xin đại nhân suy nghĩ lại. Tránh ra. Công tôn tiên sinh, ông hãy nói ta biết, hung thủ đã giết hại Thường Bưu không phải là ông. Ta đã nói rồi, người là do ta độc chết. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Tại sao ông còn bình tĩnh như vậy? Giết người phải đền mạng, đạo lý này ông rõ hơn bất kỳ ai hết. Ta đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, ta sẽ thản nhiên chịu chết. Chết có nặng tựa Thái Sơn, cũng có nhẹ tựa Hồng Mao. Ông chết vì một vụ án giết người không có danh dự này, ông thấy xứng đáng sao? Sự việc đã tới nước này rồi, ta cần phải chết. Đáng hay không đáng đã không còn quan trọng nữa. Ông một lòng muốn chết, uổng công chúng ta tin tưởng ông. Cho đến bây giờ, Triển Mỗ và các huynh đệ trong Khai Phong phủ vẫn luôn tin rằng Công Tôn tiên sinh trong sạch vô tội, là gánh tội giùm người khác. Không lẽ Công Tôn tiên sinh nhẫn tâm để chúng ta thất vọng sao? Ta đã phụ lòng mọi người, tình nghĩa của mọi người, ta xin hẹn kiếp sau đền đáp. Không, chúng ta không cần cầu kiếp sau đền đáp. Không biết Công Tôn tiên sinh còn nhớ những lời ông từng khuyên Triển Mỗ không? Lúc đó ta tự sa ngã, muốn lấy cái chết để chấm dứt tất cả. Ông từng nói gì với ta? Ông còn nhớ không? Cậu đừng nói nữa. Ta nhất định phải nói. Ông kêu ta phải bảo trọng thân mình, giữ lại một tấm thân hữu dụng để hỗ trợ cho đại nhân, giải oan cho bá tánh, tạo phước cho muôn dân. Sở dĩ ta có thể sống tiếp không phải vì sống cho bản thân, mà vì là sống cho những người cần đến ta. Ông quên rồi sao? Ông quên rồi sao? Cậu đừng nói nữa. Bây giờ ta nói lại hết những câu này với ông. Mong Công Tôn tiên sinh suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời ta. Hung thủ giết hại Thường Bưu là ông sao? Ông không nói nên lời đúng không? Xin hãy nói thật cho ta biết. Hãy nói thật cho đại nhân biết. Điều chúng ta cần là sự thật. Ông lắc đầu là có ý gì đây? Rốt cuộc ông có chuyện gì khó nói? Ông nói ra đi, chúng ta có thể hợp sức giải quyết giùm ông mà. Rốt cuộc hung thủ là ai? Có phải liên quan tới Dương Phi không? Hung thủ chính là ta, nên nói điều đã nói hết rồi. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Tất cả lùi xuống. Dạ. Đại nhân, lùi xuống. Đại nhân, nói có phải là bởi vì Thường Bưu uy hiếp và tống tiền Công Tôn tiên sinh cho nên ông hạ độc giết người không? Tại sao không trả lời? Dương Phi nương nương đã nói hết sự thật với bổn phủ. Tiểu quận chúa chính là con gái riêng của Dương Phi nương nương và Công Tôn tiên sinh. Thường Bưu đó lấy chuyện này ra uy hiếp Dương Phi nương nương, ông biết chuyện này không? Sự việc dinh dáng quá nhiều, vì bảo vệ bí mật quan trọng này, học trò đành phải giết người diệt khẩu. Có thật như vậy không? Học trò vì bảo vệ bí mật này, cũng vì muốn Dương Phi nương nương và tiểu quận chúa có thể tiếp tục có một gia đình ấm cúng và bình yên, học trò không còn lựa chọn nào khác. Xin đại nhân tha thứ. Không thể tha thứ được. Tình cảm này hiểu được, nhưng mà ý đồ đang xử trảm, biết luật phạm luật tội càng nặng thêm. Công Tôn Sách ơi, Công Tôn Sách, bổn phủ phát hiện mình nhìn lầm ông rồi. Ừ.
ơn đức của đại nhân. Học trò đành để kiếp sau đền đáp. Đại nhân vẫn nhốt bản thân mình trong phòng sao? Trời ơi, đúng vậy đó. Lão gia cả ngày không ăn uống rồi, đúng là làm người ta lo quá. Triển đại ca, huynh có biết Tam Thúc đến Đại Lao gặp Công Tôn Thiên Sinh đã nói gì không? Tại sao lại buồn đến bỏ ăn uống vậy? Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết sau khi đại nhân từ Đại Lao trở về thì đau lòng vô cùng. Miệng thì cứ luôn lẩm bẩm câu nói: biết luật phạm luật tội không thể tha. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV. Triển đại nhân à, nghe huynh nói như vậy là hết cứu Công Tôn Tiên Sinh được rồi. Không được, cho dù đại nhân có bỏ cuộc, chúng ta cũng phải nghĩ cách. Bây giờ Công Tôn Tiên Sinh cũng đã tội chết khó thoát, còn có cách gì nữa hả? Trừ phi là cướp ngục. Đúng rồi, cướp ngục, làm cách này được nè. Cô đừng có quậy nữa. Người ta chỉ lo cho Công Tôn Tiên Sinh thôi mà. Ở đây không ai lo lắng à? Nhưng mà Tam Thúc cứ nắm chặt bằng chứng không buông. Bây giờ lại nói Công Tôn Tiên Sinh có tội. Thúc ấy thật không nghĩ tới tình cảm bao nhiêu năm nay sao? Hả? Hoàng tiểu thư à, cô không được nói lão gia như vậy. Nếu như lão gia không nghĩ tới thì cô không nhốt mình trong phòng bỏ ăn đâu. Bao quản gia nói rất đúng. Công Tôn Tiên Sinh ở bên cạnh đại nhân nhiều năm như vậy, cũng giống như cánh tay trái của bao đại nhân. Bây giờ kêu đại nhân định tội ông ấy, cũng giống như bắt đại nhân chặt đứt một tay vậy. Làm sao không đau đớn được chứ? Dẫn phạm nhân. Giải phạm nhân. Công Tôn Sách lên công đường. Tội phạm Công Tôn Sách, Khâu Kiên đại nhân. Nghĩa phụ, lúc nãy thì vệ tới báo bao đại nhân ở huyện nha thăng đường. Hơn nữa hiện đang xét xử Công Tôn Tiên Sinh, cẩu đồ đao đã được đem ra chờ lệnh. Hả? Bao đại nhân chém đầu Công Tôn Sách thật sao? Dạ phải. Trước giờ bao đại nhân cung chính vô tư, nếu như đã thăng đường thì Công Tôn Tiên Sinh nhất định khó thoát tội chết. Nghĩa phụ từng nói ông ta không chết được mà. Bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, nghĩa phụ không thể thấy chết mà không cứu được. Con yên tâm đi. Bây giờ Thúy Anh đang cảm thấy mang ơn Công Tôn Sách đã gánh tội giùm mình. Nếu bây giờ Công Tôn Sách chết đi, cả đời này sẽ mãi mãi sống trong lòng Thúy Anh. Ta quyết không để cho việc này xảy ra. Ta quyết không để ông ta được đắc ý. Chỉ là bây giờ chứng cứ rành rành, cho dù nghĩa phụ tới đó cũng không phản án được đâu. Ai nói ta đến đó để phản án hả? Dương gia, Dương gia, nghe nói bao đại nhân đang thăng đường. Đúng vậy, nàng muốn ngăn cản sao? Thiếp biết thiếp không nên đến đó, nhưng mà người là do thiếp giết, không thể để Công Tôn Tiên Sinh gánh tội giùm thiếp. Nàng đến đó rồi thì sao? Nàng ngăn cản như thế nào đây? Thiếp chỉ biết, thiếp chỉ biết có người vì thiếp mà chết. Thiếp không thể ngồi ở nhà dửng dưng không có chuyện gì. Thiếp cũng có tình cảm, có cảm giác. Lương tâm của thiếp không chịu được sự dày dò này. Nghĩa mẫu khoan kích động như vậy, sự việc chưa tới lúc cuối cùng mà. Ông ấy sắp bị xử trảm rồi, còn chưa đến lúc cuối cùng sao? Còn muốn ta ở đây đợi tin chết của Công Tôn Tiên Sinh sao? Ta không làm được. Thúy Anh, nếu hôm nay người bị xử trảm là ta, không phải là Công Tôn Sách, nàng có lo lắng như vậy và sốt ruột như vậy không? Dương gia, ngài và huynh ấy không giống nhau. Không giống ở chỗ nào chứ? Dù là Dương Công quý tộc hay là người có địa vị thấp hèn, cởi bỏ hư danh trên người thì cũng là đàn ông như nhau, cũng là người đàn ông yêu nàng rất sâu đậm. Dương gia,
thiếp không biết trong lòng ngài nghĩ gì. Dương gia là phu quân duy nhất của thiếp, và cũng là người đàn ông duy nhất mà thiếp yêu kiếp này. Thiếp chỉ là gì không nhẫn tâm nhìn Công Tôn tiên sinh gánh tội giùm thiếp, cho nên thiếp mới thấy sốt ruột. Tuyệt đối không hề có tình cảm nam nữ ở trong này. Xin Dương gia nhất định phải tin thiếp. Ta tin nàng. Dẫn nhân chứng. Thảo dân ông văn khâu kiến đại nhân. Vào ngày 12 tháng này, nạn nhân tên Thường Bưu trung độc, tử vong trong tiệm thuốc. Lão tiên sinh là người phát hiện đầu tiên phải không? Phải. Vào lúc đó, hung thủ ở tiệm thuốc chuẩn bị hủy đi tang chứng. Lão tiên sinh có nhìn thấy rõ hay không? Nhìn thấy rõ hết toàn bộ. Hung thủ là người nào? Vì người đó có mặt tại công đường không? Hồi đại nhân, chính là người này. Mang người quan trọng, lão tiên sinh nhất định phải nhìn cho thật kỹ càng. Chính lão mấy, không sai được đâu. Ngươi lùi xuống trước đi. Dạ, đại nhân. Truyền vật chứng. Đây là vật chứng độc chết nạn nhân Thường Bưu. Ngươi có nhận ra không? Công Tôn tiên sinh à. Nhận ra là độc dược do học trò đem đến tiệm thuốc giết người. Nhân chứng vật chứng có đủ. Ngươi có nhận tội không? Học trò nhận tội. Học trò nhất thời lu mờ lý trí, phạm phải tội ác khó tha này. Xin đại nhân phán tội. Phạm nhân dưới đường nghe phán. Hung phạm Công Tôn Sách là mất Khai Phong phủ nhiều năm, tinh thông y thuật và là sư gia hình danh xử án. Đáng lý phải vì nước vì dân đền đáp với tâm sức của mình, nhưng không ngờ lại khốn đốn vì tư tình. Sau khi bị nạn nhân uy hiếp tống tiền, lại không giải quyết bằng cách thương lượng, lại đem thân phận đường đường là người chấp pháp phạm phải tội ác khiến người đời khinh bỉ này. Biết luật phạm luật, tội không thể tha. Bây giờ chiếu theo luật lệ đại tống, bổn phủ xử ngươi tự chém đầu. Người đâu? Đại nhân. Cứu xin đại nhân tha cho Công Tôn tiên sinh một mạng. Đại nhân. Triển hộ vệ, không được náo loạn trên công đường. Bốn người các ngươi lui xuống đi. Công Tôn Sách đáng bị xử tội như vậy, các cậu đừng làm khó đại nhân nữa. Đại nhân. Triển hộ vệ, sao cả cậu cũng hồ đồ vậy? Nếu như đại náo công đường như vậy, sau này đại nhân làm sao đối diện với ba tánh vô tội bị quan? Làm sao đối diện với tội phạm hung tàn độc ác đây? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Người đâu? Có. Cậu đầu đao đợi lệnh. Khai đao. Công Tôn tiên sinh. Dương gia có lệnh.
đâu hạ lưu tình. Dương gia, mong Bao đại nhân bớt giận trước. Định án khai đao là chức quyền của Bao đại nhân, bổn vương không có ý can thiệp. Chỉ là nếu như phán sai hung án, giết quan người trung lương, thì bổn vương không thể không lo. Dương gia, ở trên cung đường, nhân chứng vật chứng đều có đủ, có thể nói là chứng cứ rành rành. Tại sao Dương gia nói bổn phủ phán sai hả? Giỏi cho cầu chứng cứ rành rành, bổn vương dám hỏi Bao đại nhân. Có một vụ án, nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ, nhưng mà Bao đại nhân biết rõ nghi phạm là Mỹ Du Quan. Vậy tội chết này Bao đại nhân có phán hay là không? Không thể phán. Hả? Tại sao không thể phán chứ? Nếu như đó là Du Khống thì nhân chứng vật chứng tất nhiên là giả. Bổn phủ nhất định kiểm chứng nhiều lần, tìm ra sự sơ hở trong đó để trả nghi phạm một sự trong sạch. Bao đại nhân quả nhiên anh minh. Vậy vụ án của Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh không những khác với người thường, thừa nhận tội lỗi của bản thân, càng khai toàn bộ vật chứng mà mình đã giấu đi. Không lẽ Bao đại nhân không thấy điểm này trái với lẽ thường tình hay sao? Dương gia nói rất chí lý, xin đại nhân suy xét. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh một lòng muốn chết. Với tài trí của Công Tôn tiên sinh, chắc rằng sắp xếp bằng chứng làm đại nhân phán tội mình, đây không phải là một việc khó. Xin Dương gia đừng nói nữa. Tất cả tội lỗi này đều do Công Tôn Sách gây ra. Xin Dương gia đừng gây trở ngại cho vụ án. Không được nhiều lời, để cho Dương gia nói tiếp ý kiến của mình. Với tài trí của Bao đại nhân và tấm lòng yêu dân như bản thân mình, bổn vương không tin Bao đại nhân không chú ý tới nghi điểm của vụ án. Chỉ vì nghi phạm là Công Tôn tiên sinh, là người thân cận nhất ở bên cạnh Bao đại nhân. Bây giờ tội chứng đã rành rành, nếu Bao đại nhân lần nữa không chịu thăng được xử trảm, thì sau này làm sao ngăn chặn lời đồn Bao đại nhân bao che di tình riêng đây? Bao đại nhân làm sao có thể đi tuần khắp thiên hạ tiếp tục giải oan cho bá tánh đây? Cả đời Bao đại nhân vì nước vì dân cống hiến hy sinh, bổn vương cảm phục vô cùng. Nhưng mà Công Tôn tiên sinh và lê dân bá tánh mà Bao đại nhân muốn cứu vớt là giống nhau, đều là một sinh mạng quý báu vô cùng. Hy vọng Bao đại nhân đừng uống nắng quá tai, nên phán đoán vụ án với lòng bình thường. Nghĩ xem, người quỳ ở dưới đây không phải là Công Tôn tiên sinh, thì Bao đại nhân sẽ làm như thế nào? Bổn phủ biết lỗi rồi. Vụ án này vẫn còn nhiều nghi điểm chưa làm rõ. Giải Công Tôn Sách về giam trong đại lao chờ ngày xét xử tiếp. Bãi đường. Đa tạ Dương gia nghĩa hiệp lên tiếng, cuối cùng đã cứu lại được Công Tôn tiên sinh. Bổn vương không hề cứu lại ai, bổn vương chỉ là quý trọng danh tiếng Bao đại nhân gầy dựng bấy lâu nay, không muốn Bao đại nhân phán sai hay là phán quan. Phủ trấn Nam Dương. Dương gia quả nhiên là Dương gia độ lượng quá trời. Thì đó, bữa nay đó nghe, cũng mai có Dương gia ở trong huyện Bảo Lai này, có thể nói với lão gia mấy câu cũng chỉ có Dương gia thôi chứ ai. Đại nhân tính phục, không phải chỉ vì ông ấy là Dương gia, mà là những lời Dương gia nói hợp tình hợp lý, ý sâu xa rành mạch, là ai cũng không thể phản bác. Trước đó hả, ta còn cảm thấy Dương gia hơi đáng ghét, nhưng mà bây giờ xem ra là ta sai rồi. Cô đó thực chất chỉ là một tiểu nha đầu thôi, không biết nhìn người, không biết nhìn người gì hết hả? Ông còn dám nói ta sao? Rồi sao? Chính ông cũng nói
Dương gia so với Công Tôn tiên sinh khác nhau quá trời. Dương phi nương nương là vì vinh hoa phú quý cho nên mới lấy ông ấy thôi. Đừng nói lung tung. Nhỏ tiếng thôi. Là ba quản gia nói lung tung. Ta hả? Đâu phải là ta nói lung tung. Dương phi nương nương có Công Tôn tiên sinh và Dương gia, hai người đàn ông tốt yêu bà ấy, làm ta ngưỡng mộ quá. Hả? Vậy có gì đâu mà ngưỡng mộ. Cô đừng có quên nghe không, Công Tôn tiên sinh bị người đàn bà này hại thê thảm mà. Không được nói lung tung. Vụ án của Công Tôn tiên sinh có một số điểm nghi, phải nhờ Dương phi nương nương giải thích mới được. Lát nữa Dương phi nương nương ra đây, nhớ không được nói lung tung, biết chưa? Ba quản gia, ông có nghe thấy không? Ê, này hỏi cô mới phải. Nói ông thì có đó. Thôi đủ rồi. Hai người đều như nhau. Chuyện này liên quan đến Công Tôn tiên sinh, hai người tiếp tục làm càn thì về hết đi. Lạ quá, đã vào đó thông báo lâu lắm rồi, tại sao vẫn chưa có tin vậy? Không biết Triển hồi vệ tìm Dương phi có chuyện gì? Ta có mấy việc muốn cầu kiến Dương phi nương nương, hy vọng Tần giáo quý dẫn đường. À, thật không trùng hợp, hôm qua nghe mẫu ta bị phong hàn, khó chịu trong người, cho nên bữa nay bị bệnh nằm trên giường không thể gặp khách. Nếu như Triển hồi vệ có chuyện gì cứ nói thẳng với ta, ta sẽ vào chuyển lời cho. Việc này liên quan tới Công Tôn tiên sinh, không thể nói rõ trong vài câu được. Hy vọng Tần giáo quý dẫn đường, ta tuyệt đối không quấy rầy. Phải. Hỏi xong sẽ về. Thật khó làm theo. Tại sao vậy chứ? Không lẽ bệnh của Dương phi nương nương nghiêm trọng tới mức như vậy thật sao? Huynh dẫn bọn ta vào đó xem đi. Nếu như Dương phi bệnh tới mức tỉnh nhân sự thật thì bọn ta không quấy rầy. Nếu không, phải để bọn ta nói với bà ấy mấy câu. Đúng vậy, đúng vậy. Đây liên quan tới mạng người, ở đây nóng ruột cần chết, đừng có làm khó có được không vậy? Im miệng đi. Các người xem nghĩa mẫu ta là cái gì chứ? Xem phủ Dương gia này là cái gì? Bữa nay Dương gia còn đến công đường nói giúp dùm cho Công Tôn tiên sinh nữa. Bây giờ các người đã nâng đáp nghĩa Dương gia như thế này sao? Tần giáo quý, chúng ta chỉ lo cho sự sống chết của Công Tôn tiên sinh, do đó mới nhất thời lỗ mãng. Hy vọng Tần giáo quý hãy hiểu cho tâm trạng lúc này của bọn ta, tha thứ đã lỡ lời. Bọn ta chỉ gặp một lát thôi, sẽ không quấy rầy lâu đâu. Không được. Nghĩa mẫu ta ngã bệnh trên giường là sự thật, các ngươi không tin không sao. Nếu muốn gặp nghĩa mẫu, mời hôm khác tới. Hả? À, cái này chị. Bây giờ làm sao đây? Nếu chúng ta không tìm được chứng cứ, Công Tôn tiên sinh nhất định bị xử tội chết. Ba quản gia, chúng ta phải làm sao đây? Cái này thiệt tình. Phim được dịch và lồng tiếng Dương tại gia. Phim TV. Chuyện ngày đến công đường, Chí Cường đã nói với thiếp rồi. Đa tạ Dương gia. Nàng không cần đa tạ. Ta nói rồi, Công Tôn tiên sinh gánh tội chịu chết giùm nàng cũng giống như là ân nhân cứu mạng của nàng. Ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ ngồi nhìn ông ta bị xử trảm. Sao hả? Bây giờ nàng tin ta chưa? Thiếp không phải không tin Dương gia nói, chỉ là Bao đại nhân trước giờ chí công vô tư, thiếp thật sự không ngờ Dương gia có thể đao hạ lưu tình được. Chỉ cần đó là vì nàng, cho dù dốc hết tâm sức của ta, tìm đủ mọi cách, ta cũng sẽ thuyết phục Bao đại nhân tạm giữ lại mạng sống của Công Tôn tiên sinh. Nếu lỡ Bao đại nhân không tính phục Dương gia thì sao? Vậy thì dù bổn Dương phải dứt bỏ tước vị, cũng phải tranh luận với ông ta đến cùng. Dương gia là Thúy Anh liên lụy ngài rồi. Không, nàng không có. Nếu như ta xảy ra chuyện gì, ta tin nàng cũng sẽ bất chấp tất cả, cố gắng hết sức để mà giúp ta. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, họ đã về chưa? Con đã đuổi họ về hết rồi. Là ai đến vậy? Triển hồi về cho đám người của Bao đại nhân. Họ đến cầu kiến nghĩa mẫu. Gặp ta sao? Dạ phải. Nhất định là đến vì chuyện của Công Tôn tiên sinh. Vậy tại sao không mời họ vào? Ta cũng có lời muốn nói với họ. Thúy Anh, nàng muốn nói gì với họ? Thiếp, họ gặp nàng chẳng qua là muốn dụ nàng nói ra mọi chuyện thôi, sau đó giúp Công Tôn tiên sinh thoát tội, hoặc là để nàng nhận tội. Ta không cho phép nàng gặp đâu. Con đã nói với họ, nghĩa mẫu thấy không khỏe trong người, mời họ về hết rồi. Tại sao con làm vậy hả? Con... Thúy Anh, kể từ bây giờ cho đến vụ án của Công Tôn tiên sinh kết thúc, nàng phải ngã bệnh nằm giường cho ta, không được ra ngoài cũng không được gặp ai. Hãy nghe lời đi, ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi. Đến khi vụ án kết thúc, nhưng mà trừ phi thiếp ra mặt thú nhận tội,
Nếu không làm sao rửa sạch quan tình của Công Tôn tiên sinh, làm sao giữ mạng cho ông ấy? Nàng cứ để ta lo liệu tất cả chuyện này, ta sẽ nghĩ ra cách vẹn toàn mà. Nhưng mà... Nghĩa mẫu, nghĩa phụ nói là giữ lời, người không tin nghĩa phụ còn có thể tin ai đây? Thúy Anh, nàng đừng nghĩ nhiều nữa. Mấy ngày nay nàng vì vụ án này trong lòng đã khổ sở lắm rồi. Hiện giờ Công Tôn tiên sinh đã tạm thời vô sự, nàng đừng lo lắng nhiều, cứ yên tâm về phòng nghỉ ngơi đi. Nghĩa mẫu, mời người về phòng nghỉ ngơi. Nếu như người không giữ gìn sức khỏe, lỡ như ngã bệnh rồi thì nghĩa phụ làm sao có tâm trí cứu Công Tôn tiên sinh. Tính quan trọng của sự việc, mong nghĩa mẫu phải cân nhắc. Nghĩa phụ, bây giờ ra tay đúng vậy không? Ai đó? Là ta, Công Tôn tiên sinh, theo ta ra ngoài đi. Tần giáo quý. Nơi này không thể ở lại. Công Tôn tiên sinh, theo ta ra ngoài. Ta không đi. Ta thật không hiểu sao cậu lại đến cướp ngục. Công Tôn tiên sinh có tình có nghĩa, gắn tội chết dùng nghĩa mẫu của ta. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn ông bị xử trảm được, nên đành đến cướp ngục dẫn ông cao chạy xa bay. Ý tố của Tần giáo quý, Công Tôn sách ghi nhận. Cậu về đi. Tại sao vậy? Nếu như ta gánh tội giùm Dương Phi thì ta không định sống sót ra ngoài. Con kiến cũng còn muốn sống mà. Không lẽ Công Tôn tiên sinh không một chút trân trọng tính mạng của mình hay sao? Công Tôn sách ta chỉ là một dân thường thì làm sao không sợ hãi trước cái chết hả? Chẳng qua là bây giờ chỉ khi ta chết mới có thể cơ nguy cơ của phủ Dương gia. Nhưng mà... Cậu về đi. Cậu vẫn còn trẻ tuổi, có tương lai sáng lạng. Cậu không nên vì ta mà hủy đi cuộc đời mình. Ê, ông đừng nói mấy lời này. Nếu không đi sẽ không kịp đâu mà. Ê, cậu mau đi đi. Ta sẽ lẳng lặng chịu chết. Ta không thể làm cho đại nhân khó xử. Nhưng mà... Cậu đừng nói nữa. Cậu còn không đi ta sẽ la lên. Đến lúc đó chúng ta đừng hòng thoát được. Thôi được rồi, ta nói không lại ông. Nhưng mà bữa nay ông nhất định phải đi theo ta. Bao đại nhân, bao đại nhân, không hay rồi, bao đại nhân. Bao đại nhân, có chuyện rồi, Công Tôn tiên sinh đã vượt ngục. Không thể nào, Công Tôn tiên sinh chỉ là một thư sinh yếu đuối. Trong sự canh gác nghiêm ngặt đó, ông ấy làm sao thoát được hả? Đúng vậy, chúng thuộc hạ cũng nói không thể nào. Nhưng mà quyền lệnh đại nhân nói, có người tiếp ứng. Đúng vậy, người đến cướp ngục võ công cao cường, nhà dịch trong đại lao đều bị tên đó đả thương, tất cả nằm lăn dưới đất. Võ công cao cường à? Không lẽ là Triển Hộ Vệ? Triển Hộ Vệ đâu rồi? Đại nhân, nghe nói Công Tôn tiên sinh vượt ngục rồi. Có chuyện này thật sao? Triển Hộ Vệ, Công Tôn tiên sinh vượt ngục, có phải là cậu tiếp ứng không? Đại nhân, Công Tôn tiên sinh vượt ngục tội càng nặng thêm, lúc đó càng khó rửa sạch tội danh. Hậu quả của việc này thuộc hạ biết rõ. Do đó về chuyện cướp ngục, cho dù trong lòng thuộc hạ muốn cũng tuyệt đối không thể làm. Xin đại nhân minh xét. Công Tôn tiên sinh cũng hiểu việc này, tại sao còn vượt ngục chứ? Lại là ai giúp ông ấy chạy thoát đây? Bao đại nhân, bây giờ phải làm sao đây? Việc này đâu cần hỏi nhiều, lập tức phong tỏa các đường, giáng hình truy nã khắp nơi. Phải bắt ông ấy về quy án, không để ông ấy sống ngoài vòng pháp luật. Đi. Huyện Bảo Lai. Đứng lại. Đi. Đứng lại. Đi. Ý trời đất, có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Có đi, cậu thì làm tội gì vậy? Truy nã kìa, nó tự như con tên bạn đã chứ. Đúng là truy nã mà. Dương gia, Dương gia đến đây khi nào?
tại sao không phái người thông báo? Là bổn vương không cho họ làm kinh động Bao đại nhân. Bổn vương chỉ đến quan tâm vụ án của Công Tôn tiên sinh, chứ không có việc gì gấp. Bao đại nhân không cần bận tâm. Để vương gia phải đợi lâu thật là thất lễ. Người thất lễ là bổn vương mới đúng. Nếu không phải bổn vương đến công đường ngăn cản, thì Công Tôn tiên sinh đã đền tội lâu rồi. Bổn vương chỉ đơn thuần là có ý tốt, nhưng không ngờ Công Tôn tiên sinh lại phụ lòng ý tốt của Bao đại nhân, làm hỏng danh tiếng của Bao đại nhân. Không, vụ án đúng là kỳ lạ. Sát hại Thường Bưu vốn là hành vi của một mình Công Tôn tiên sinh, bây giờ lại có thêm một người võ công cao cường đến cướp ông ấy ra ngục. Bổn phủ phải truy bắt ông ấy về quy án, nhất định điều tra làm rõ tất cả đồng phạm. Bao đại nhân điều tra được gì chưa? Truy bắt đến nay vẫn chưa có tin gì. Công Tôn tiên sinh không thể nào biến mất như vậy. Nhưng bây giờ ông ấy đang ở đâu, đúng là làm người ta không đoán được. Hả? Công Tôn tiên sinh quả nhiên không đơn giản. Không ngờ cả Bao đại nhân cũng không đoán ra được. Xin hỏi vương gia, Dương Phi nương nương mới hôm nay có rời khỏi phủ vương gia hay không? Bao đại nhân nghi ngờ bà ấy bao che cho Công Tôn tiên sinh sao? Không dám. Chỉ là Công Tôn tiên sinh và Dương Phi nương nương có tình nghĩa sư huynh muội, cho nên bổn phủ nhất định phải hỏi. Không thể nào. Tại sao nói vậy? Và lồng tiếng tại phim TV. Phủ vương gia ta canh gác nghiêm ngặt. Công Tôn tiên sinh không phải là người tài giỏi xuất hiện không dấu vết. Muốn vào phủ vương gia mà không bị phát hiện là điều không thể nào. Huống chi thê tử ta vì vụ án Thường Bưu bị sát hại, lo lắng quá sinh bệnh, mấy hôm nay nằm liệt trên giường không đi đâu cả. Dù có lòng muốn bao che cho Công Tôn tiên sinh, bà ấy cũng lực bất tòng tâm, không thể giúp được. Bệnh tình của Dương Phi nương nương thế nào? Có mời đại phu về khám không? Đa tạ Bao đại nhân quan tâm. Đại phu có dặn, chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều là sẽ khỏe lại. Vậy thì tốt. Nếu như phủ vương gia có gì khác thường, mong vương gia cho người đến thông báo một tiếng. Bổn vương biết rồi. Nếu như có tin gì của Công Tôn tiên sinh, bổn vương nhất định cho người đến thông báo. Bao đại nhân, bổn vương cáo từ trước đây. Cung tiễn vương gia. Ghé vô, xin mời khách quan ghé vô cõi hàng đi. Mua tranh đi. Cô nương ghé vào xem. Ghé xem bức tranh này đi. Tranh mẫu đơn thật của học giả Tiến Tâm, cô nhìn xem. Tranh này vẽ đẹp lắm đó. Sau một canh giờ về phủ thông báo, mọi việc làm theo lời dặn dò của ta. Do đó nghĩa phụ tham kiến vương gia. Bằng nhi sao rồi? Nó không sao chứ? Xin nghĩa phụ yên tâm, chiếc cương ra tay rất nhẹ. Trời ơi, ở đây lạnh quá, các người mau nhóm lửa làm ấm cho nó đi. Dạ. Còn phải chuẩn bị cơm canh cho nó ăn, không được để nó lạnh và đói. Mọi thứ sẽ làm theo lời dặn của nghĩa phụ, cô xin nghĩa phụ yên tâm. Bằng nhi à, ta cũng không nỡ đối xử với con như vậy. Nhưng vì bảo vệ gia đình của chúng ta, vì giữ con và mẹ con ở bên cạnh ta, ta đành để con phải chịu khổ. Ta cũng vì bất đắc dĩ thôi, mong con tha lỗi cho sự ích kỷ của ta. Nghĩa phụ à, chỗ này không thể ở lâu. Được. Mọi việc ở đây giao cho con, đừng làm ta thất vọng đó. Dạ. Dương gia. À,
vô dụng. Xin dương gia tha tội. Kêu các người bảo vệ quận chúa ra ngoài dạo chơi thôi. Không ngờ để cho người ta bắt cóc quận chúa đi. Vậy mà các ngươi còn mặt mũi quay về đây sao? Dương gia, ngài đừng lo chửi họ nữa. Trước mắt quan trọng nhất là cho người tìm Băng Nhi về. Chúng ta phải điều tra rõ là kẻ nào đã bắt cóc Băng Nhi. Nói, là kẻ nào to gan dám bắt cóc quận chúa hả? Nói mau. Là Công Tôn tiên sinh. Có thật là ông ấy không? Thật, ông ta dẫn theo người nên chúng tôi không bảo vệ được quận chúa. Không thể nào. Chúng ta và Công Tôn tiên sinh không thù không oán. Ta còn cứu ông ta một mạng, không thể nào lấy oán báo ơn. Các ngươi đã nhìn lầm rồi. Thuộc hạ không có nhìn lầm. Nghĩa phụ, nghe nói Băng Nhi bị bắt cóc, ai đã làm chuyện này? Nghe nói là Công Tôn tiên sinh. Hả? Tại sao ông ta làm như vậy? Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Bây giờ Băng Nhi đang ở trong tay ông ấy. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì ta biết phải làm sao đây? Không có đâu Dương gia, không có đâu. Công Tôn tiên sinh, ông ấy không làm hại Băng Nhi đâu. Có lẽ ông ấy chỉ muốn dẫn Băng Nhi đi thôi. Nó không sao đâu. Sao ông ta phải dẫn Băng Nhi đi? Băng Nhi là con gái của ta, không phải là con gái của ổng. Đúng vậy, là thiếp nói sai rồi. Bây giờ có nói gì cũng vô ích. Quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm nó về đây. Tuyệt đối đừng để cho họ rời khỏi huyện Bảo Lai. Dạ, con sẽ cho người đi tìm. Hai người cũng đi tìm quận chúa đi. Nếu như không tìm được nó, hai người đem đầu đến đây gặp ta. Dạ. Là chỗ quái quyển nào vậy? Đó là tiểu quận chúa mà. Băng Nhi, Băng Nhi, tiểu quận chúa. Chí Cương ca ca. Băng Nhi à. Chí Cương ca ca. Tại sao mày trốn ra được vậy? Ta phát hiện ra không có ai canh giữ hết, nên ta cắt đứt dây trói rồi chạy ra đây á. Là ai đã bắt cô đi? Chính là tên xấu xa Công Tôn tiên sinh đó chứ ai nữa. Theo lời kể của Triển hộ vệ, bắt cóc tiểu quận chúa là Công Tôn tiên sinh đứng ở phía sau sai khiến à? Không sai, chính là ông ta. Lúc đó đôi mắt của tiểu quận chúa bị vải che lại thì làm sao biết được là Công Tôn tiên sinh làm hả? Ta nghe được thuộc hạ của ông ta nói. Bọn họ nói Công Tôn tiên sinh sẽ đưa ta và mẫu thân của ta đi. À, họ còn nói là bây giờ Công Tôn tiên sinh là một kẻ liều mạng, không còn sợ gì nữa hết. Chỉ dựa vào mấy câu nói đó, làm sao có thể tin được? Tiểu quận chúa có chính tai nghe thấy Công Tôn tiên sinh mở miệng nói không? Ta không có nghe thấy. Nhưng mà bọn họ mở miệng ra là luôn nhắc tới Công Tôn tiên sinh thì chắc chắn là ông ta rồi. Vậy sao? À, Băng Nhi chỉ biết được bao nhiêu đó. Bao đại nhân còn có câu hỏi nào khác không? Lúc tiểu quận chúa bị người ta bắt cóc, hộ vệ ở bên cạnh ở đâu? À, là hai người này. Chính mắt hai người thấy Công Tôn tiên sinh phái người tới bắt cóc tiểu quận chúa đi à? Không sai. Không phải hai người lúc đó bị đánh ngất rồi sao? Làm sao nhìn thấy được Công Tôn tiên sinh? Chúng tôi đánh nhau được mấy chiêu, sau đó mới bị ngất đi. Lúc đó Công Tôn tiên sinh trên người mặc áo tù hay là trên người đã thay đồ thường dân rồi? Là áo tù. Giờ huyện Bảo Lai văn đề thiên la địa võng, Công Tôn tiên sinh mặc áo tù trên người còn có thể nghênh ngang đi lại trên con phố đông người như vậy à? Ờ,
Ờ, không không không, là mặc đồ dân thường. Hồ đồ. Bao đại nhân hỏi chuyện nghĩ kỹ rồi mới trả lời, không được trả lời đã cho có. À, bao đại nhân, bổn vương quản lý không nghiêm, xin được chê cười. Không dám, không dám. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tần Giáo Quy, chỗ này là chỗ nào? Sao lại nhốt ta ở đây? Ta không thể đứng nhìn Công Tôn tiên sinh chết một cách oan uổng với Trác Đao được. Nhưng mà ông lại không chịu đi cùng ta, cho nên đành nhốt ông ở đây thôi. Nếu như có gì thất lễ với ông, kính mong Công Tôn tiên sinh tha thứ cho. Cậu mau thả ta ra đi. Cậu cướp ta từ trong ngục, sau đó dẫn ta tới đây. Bây giờ trong huyện nhà nhất định rất hỗn loạn, chỉ khi ta ra ngoài mới giải quyết được vấn đề. Tại sao Công Tôn tiên sinh một lòng cầu chết như vậy? Nếu như ông bằng lòng biến mất đi giống như 16 năm trước vậy, thay tên đổi họ sống ở một nơi khác, ta tin là nhiều năm sau mọi người ở đây sẽ không còn nhớ tới ông đâu, đồng thời cũng không nhớ tới vụ án này. Hay, không được đâu. Năm đó ta là không hổ thẹn với lòng. Nếu bây giờ ta bỏ đi, không những có lỗi với bao đại nhân, mà còn có lỗi với đồng liêu của Khai Phong phủ nữa. Công Tôn tiên sinh gánh tội dùng nghĩa mẫu nên không có gì phải hổ thẹn. Cả đời này ta chưa bao giờ gặp qua người trọng tình nghĩa như Công Tôn tiên sinh đây. Nếu ông vì vậy mà chết đi thì trên thế gian này còn gì là thiên lý? Huống hồ nếu như bao đại nhân phán sai, xử trảm sai ông, dẫn đến có án quan, vậy thì cả đời con ấy có một vết ố mãi mãi không thể rửa sạch được. Ông đành lòng hay sao? Phải rồi, sao ta không nghĩ ra điểm này chứ? Nếu Công Tôn tiên sinh đã gánh tội chết đầy rồi thì đâu cần phải sợ có thêm một tội vượt ngục này nữa. À, ta hiểu rồi, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của cậu. Vậy thì thiệt cho Công Tôn tiên sinh rồi. Tối nay khi thời gian đến, ta hội tống đưa ông ra khỏi thành. Ở đó có chuẩn bị một cỗ xe ngựa, đến lúc đó đi về hướng nam 20 dặm sẽ có người tiếp ứng cho ông đó. Xem ra Tần Giáo Quy đã sắp xếp ổn thỏa hết mọi việc. Vậy thì làm phiền cậu. Dừng tay! Thì ra là các ngươi, ta còn tưởng ai to gan dám đột nhập vào phủ Dương gia. Tần Giáo Quý, ta thấy các ngươi vũ trang đầy đủ, lại phái các ngươi tới đây. Không lẽ là Dương gia? Tại sao Dương gia phái các ngươi tới đây chứ? Không lẽ có gì đó không nói với ta được hay sao? Dương gia ra lệnh đứng gác ở nơi chủ yếu, chỉ cần Công Tôn tiên sinh bước ra thì giết không tha. Chính miệng Dương gia đã hứa với ta sẽ thả cho Công Tôn tiên sinh đi. Các ngươi nhất định đã hiểu lầm. Không hiểu lầm đâu, Dương gia có lệnh, trước khi ông ta rời khỏi phủ Dương gia nhất định phải giết. Không được, Công Tôn tiên sinh giống như chúng ta, vì bảo vệ phủ Dương gia không tiếc hy sinh tính mạng của mình, ta không thể giết ông ta. Tần Giáo Quý, chúng ta đi theo Dương gia bao nhiêu năm rồi, ngươi hiểu rõ hơn bọn ta, lệnh của Dương gia không thể không nghe. Nghĩa phụ. À, đã nói xong với Công Tôn tiên sinh chưa? Đi ngay lúc nửa đêm để tránh đêm dài lắm mộng. Sao vậy? Chẳng lẽ ông ta không muốn đi sao? Hai người thảo luận thế nào rồi? Ngay từ lúc đầu, nghĩa phụ không định cho ông ta sống sót rời khỏi đây. Có đúng như vậy không? Chi Cương, còn đang nói lung tung cái gì vậy? Không phải chúng ta đã nói trước là trời tối khi thời gian đến con sẽ hộ tống được Công Tôn tiên sinh ra thành sao? À, con sắp xếp xong đường đào tẩu cho ông ta chưa? Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào để tránh thất lễ với Công Tôn tiên sinh đó. Nghĩa phụ, con xin người được tiếp tục gạt con nữa. Con đang nói gì? Con đã biết hết tất cả rồi.
Thì ra thần tiễn thủ giết vô số kẻ địch ngoài chiến trường, bây giờ dùng tất cả trong việc đối phó với Công Tôn tiên sinh, người một tay không tất sắc. Trừ phi nghĩa phụ thay đổi ý định của mình, nếu không tối nay ông ấy nhất định phải xuống suối vàng rồi. Nếu như con đã biết tất cả thì ta cũng không cần nói gì thêm. Làm tốt việc con nên làm, những chuyện khác không cần để ý tới. Con không thể không để ý được. Bây giờ trên người Công Tôn tiên sinh đang gánh tội giết người, dứt cục còn có tội bắt cóc Băng Nhi nữa kìa. Danh tiếng cô ấy đã bị chúng ta hủy hoại hết rồi. Hơn nữa cả việc nghĩa mẫu cũng không thể tha thứ cho mấy luôn. Bây giờ chỉ còn một con đường sống cuối cùng, nghĩa phụ không tha cho mấy là sao? Ta không thể cho ông ta sống. Chỉ cần ông ta còn sống thì cũng sẽ quay lại đây. Con đã quên vụ án Chu Gia rồi sao? Đã 16 năm rồi, kết quả ông ấy vẫn trở về đây phản án. Ta không thể mạo hiểm được. Ta muốn sống trong một cuộc sống ấm êm. Ta không muốn ngày nào cũng sống trong sợ hãi và hoảng hốt. Không được nghĩa phụ à. Nghĩa phụ, Công Tôn tiên sinh là một người trọng lời hứa. Con đã thuyết phục ông ấy rồi. Ông ấy sẽ biến mất mãi mãi. Hơn nữa trên thế gian này cũng không có ai nhớ đến cái tên Công Tôn Sách này đâu. Con đừng nói nữa. Con không thể làm việc theo tình cảm. Không, con không làm việc theo tình cảm. Đây đều là những lời nghĩa phụ dạy con. Không lẽ người đã quên hết rồi sao? Nghĩa phụ à, người dạy con, quen bằng hữu phải có 3 phần hiệp khí. Làm người phải giữ một chút lòng trong sạch, quyết không đuổi cùng giết tận. Nghĩa phụ còn dạy con phải kính trọng người trung nghĩa, nhận ơn người khác một giọt nước, đền đáp một dòng suối tu. Những đạo lý làm người này không lẽ người quên hết hay sao nghĩa phụ? Ta cũng có dạy con phân biệt tình hình giữa địch và ta. Khi không nên để kẻ địch sống thì nhất định phải đuổi cùng giết tận, quyết không nương tay, đề phòng hậu quả khó lường. Không lẽ con quên rồi sao? Lời dạy bảo của nghĩa phụ con không dám quên. Chỉ là những đạo lý đó chỉ áp dụng trong lúc chiến đấu với kẻ địch và đối diện với chiến tranh ngoài sa trường. Còn bây giờ thì khác mà. Người chúng ta đối diện bây giờ chỉ là một người chịu tội thay, không có sức chống đỡ, chứ không phải là kẻ địch đáng chết đâu nghĩa phụ. Con sai rồi. Công Tôn Sách chính là kẻ địch của ta. Ông ta là kẻ địch đáng sợ nhất mà kiếp này ta gặp phải. Ta không thể tha thứ cho ông ta. Bây giờ chỉ khi ông ta chết mới xóa bỏ được nỗi hận trong lòng của ta. Ta không để cho ông ta sống tiếp một lúc cũng không được. Nghĩa phụ à, con xin người thay đổi mệnh lệnh, tha cho mấy được không vậy? Câm miệng. Bất cứ ai cũng không được làm trái lệnh của ta. Cả con cũng vậy. Nghĩa phụ, con đừng nói nữa. Lùi xuống đi. Nghĩa phụ à, lùi xuống. Con dẫn ta đến đây làm gì? Con muốn nhờ nghĩa mẫu dẫn một người đi. Là huynh, tại sao huynh ở đây? Phim được dịch và lồng tiếng tại nghĩa mẫu à, bây giờ ông ấy rất là nguy hiểm, chỉ có người cứu được thôi. Chúng ta phải hộ tống ông ấy ra ngoài. Khoan đã, rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện này kể ra rất dài, đợi ra khỏi thành rồi con giải thích với người được không? Không được, ta phải làm rõ việc này ngay bây giờ. Huynh nói, tại sao huynh làm như vậy? Tại sao huynh lại bắt cóc Băng Nhi? Bắt cóc tiểu quận chúa? Ta không có. Ta luôn bị nhốt ở chỗ này, làm sao bắt cóc được chứ? Ngoài huynh ra thì còn ai làm nữa chứ? Ta cảm thấy quá thất vọng về huynh. Thúy Anh. Đúng vậy, đúng là huynh chịu tội giùm ta. Nhưng mà điều này không có nghĩa huynh có thể đoạt lấy bọn ta từ bên cạnh Dương gia. Ta không có. Ta chưa bao giờ dám có suy nghĩ đó. Nếu là như vậy thì tại sao huynh lại bắt cóc Băng Nhi? Chỉ vì huynh là cha ruột của nó hay sao? Huynh không có tư cách là cha nó. Không. Nghĩa mẫu, người đừng trách Công Tôn tiên sinh nữa. Không liên quan tới ông ấy đâu, đều do một mình con làm hết. Chúng ta mau chống trời khỏi đây.
Nghĩa phụ? Những lời nàng vừa nói có phải là thật không? Băng Nhi không phải là con ruột của ta sao? Không, Dương gia, ngài nghe thiếp nói. Ta không muốn nghe nữa. Nàng gạt ta thê thảm quá. Ta dành hết tình yêu của mình cho nàng. Thật không ngờ, để rồi cuối cùng chỉ là nàng gạt ta. Nàng nhẫn tâm quá. Nàng thật là tàn nhẫn. Các người... Dương gia, Dương gia, ngài sao rồi? Dương gia, Dương gia, Dương gia, Dương gia, Dương gia, Dương gia, ngài sao vậy? Dương gia, tránh ra đi, Dương gia, Dương gia. Người đâu? Người đâu rồi? Dương gia, mau mời đại phu đi. Dạ. Lạ quá, mạch đập bình thường, sao lại ngất xỉu? Khởi bẩm đại nhân, đã có tung tích của Công Tôn tiên sinh. Ở đâu? Hình như trong phủ Dương gia. Tuy thuộc hạ không nhìn thấy ông ta, nhưng mà nghe thấy giọng nói của Công Tôn tiên sinh. Chính là Công Tôn tiên sinh, chính ông ấy. Ông ấy đã đi chung với ai? Đã nói những gì? Ông ấy ở phủ Dương gia, đi chung gia và nói những gì thuộc hạ nghe không được rõ. Duy nhất khẳng định là hiện giờ Công Tôn tiên sinh đang ở trong phủ Dương gia. Vậy mọi người còn đợi gì nữa? Tại sao không lập tức vào đó xem, tranh thủ thời cơ chứ? Bọn ta không muốn vào trong, nhưng bị lính gác cản lại. Họ luôn miệng nói không có Công Tôn tiên sinh nào ở đây hết á. Bọn ta muốn xông vào, nhưng mà họ cản ta lại. Tại sao họ lại chứa chấp Công Tôn tiên sinh? Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Trời ơi, lão gia, Công Tôn tiên sinh có gặp nguy hiểm không vậy? Phủ Dương gia chứa chấp tội phạm, thông báo huyện lệnh phải đi toàn bộ quan binh bao vây xung quanh phủ Dương gia, kêu Dương gia thả Công Tôn tiên sinh ra. Nhanh lên. Vào trong, nhanh lên, đóng cửa lại. Bao đại nhân, coi ra Dương gia không định giao người ra rồi, làm sao bây giờ? Đại nhân, xin cho thuộc hạ vào trong xem trước. Dương gia, bao đại nhân phái đại đội nhân mã đến, tiếp đó bao vây xung quanh phủ Dương gia ta. Bây giờ triển hộ vệ lại đột nhập vào đây, cho hỏi triển hộ vệ, rốt cuộc bổn Dương đã phạm phải tội tài trời gì hả? Trong phủ Dương gia chứa chấp tội phạm, cúi xin Dương gia giao phạm nhân ra. Hả? Trong phủ của ta có tội phạm quan trọng nào không? Bẩm Dương gia, không có. Rõ ràng Công Tôn tiên sinh đang ở trong phủ Dương gia. Có lẽ Dương gia không biết chuyện này. Mong Dương gia cho người điều tra, lập tức giao Công Tôn tiên sinh ra đây. Người đang ra lệnh cho bổn Dương sao? Triển chiêu không dám. Ngươi! Triển hộ vệ, Dương gia không được khỏe, mong cậu đừng làm Dương gia tức giận nữa. Công Tôn tiên sinh là một nhân tài, bổn Dương nhất định phải nhúng tay vào chuyện này. Ông ấy ở trong phủ của Dương gia cũng được, không có ở trong phủ cũng được, ta cũng sẽ không giao ông ấy cho bao đại nhân đâu. Đại nhân dẫn ông ấy về chỉ muốn xem xét lại vụ án, làm rõ thị phi trắng đen. Nếu như Công Tôn tiên sinh bị quan thật sự, đại nhân sẽ trả cho ông ấy một sự trong sạch. Bao chứng chỉ là một khôn ngoan khăng khăng giữ ý mình mà thôi. Dương gia không được xúc phạm đại nhân. Bổn Dương chỉ là nói theo sự thật. Nếu không nhờ bổn Dương, bao chuẩn đã giết quan Công Tôn tiên sinh từ lâu rồi. Bổn Dương phải giữ người này lại. Các ngươi về đi. Dương gia, bao đại nhân có lệnh. Nếu Dương gia không chịu giao Công Tôn tiên sinh ra, thì mọi việc đành phải làm theo pháp luật. Mong Dương gia suy nghĩ kỹ. Không cần nghĩ, ngươi về nói với bao đại nhân, nếu các ngươi dám xông vào phủ Dương gia ta, thì chúng ta gặp nhau trước hoàng thượng. Khúc. Cha ơi, tại sao giờ lúc này rồi mà người vẫn cứ còn bên Công Tôn tiên sinh vậy? Tại sao hả?
Bằng Nhi à, vì ta đã hứa với mẫu thân con là nhất định phải bảo vệ ông ấy. Dương gia, đa tạ ngài. Tại sao vậy? Ta coi con như con của mình, dốc lòng đào tạo con, đề bạt con. Sao con lại phản bội ta và bán đứng ta? Nghĩa phụ à, con không có. Con thật tình không có. Con nói không có sao? Nếu không phải con dẫn Thúy Anh đến gặp công tôn sách thì ta đã giết ông ta lâu rồi, cũng không làm sự việc không cứu vãn được như ngày hôm nay đâu. Nghĩa phụ à, không lẽ chuyện này ngoài việc giết người ra thì không còn cách nào hết hay sao? Bây giờ đã chết một thường bu rồi, chúng ta không thể xe tiếp đâu nghĩa phụ à. Còn nói câu này là có ý gì? Tha lỗi cho Chí Cương nói thẳng, nếu không phải là nghĩa phụ sai con đi sai khiến thường bu thì ông ấy cũng không dám uy hiếp nghĩa mẫu. Nghĩa mẫu càng không phạm phải tử tội giết người này. Nghĩa phụ à, để chuyện này chấm dứt tại đây đi, chúng ta đừng tiếp tục sai lầm nữa. Con xin người mà. Câm miệng. Ta vì bảo vệ thê tử và con ta, ta không có sai. Những người đó đều đáng chết. Ngươi cũng giống như họ vậy. Cút đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Mãi mãi không muốn gặp ngươi nữa. À, hai người. Dương gia, tại sao ngài lại gạt thiếp? Hả? Ta... Công tôn tiên sinh nói với thiếp, bệnh ngài chỉ là giả bộ, thiếp còn không chịu tin. Thiếp không tin Dương gia yêu thương thiếp hết mực, lại dùng tất cả mọi thủ đoạn với thiếp, đẩy thiếp vào cảnh muôn kiếp không trở lại được. Nghĩa mẫu, xin người đừng trách nghĩa phụ. Tất cả những chuyện này đều do con làm hết. Nghĩa phụ cũng là bị con gạt. Tất cả chuyện này đều không liên quan tới nghĩa phụ. Tần giáo quý, cậu đừng bao che cho Dương gia nữa. Khi ta phát hiện, Dương gia đã sớm biết tiểu quận chúa là con của ta, nhưng lại ra vẻ ngạc nhiên thất thường, thậm chí là ngã bệnh luôn, thì ta đã hiểu chuyện này không đơn giản như vậy. Cậu và ta chỉ là con cờ trên bàn cờ mặt cho ông ta sắp đặt. Không, sự việc không phải như ông ta nói đâu. Ta kêu Chí Cương sai khiến thường bưu đi uy hiếp nàng chỉ là muốn nắm giữ trái tim nàng thôi. 16 năm trước, ta từ miệng của ngự y biết được Bằng Nhi không phải là sinh non, nó không phải là con ruột của ta. Thì ra ngài đã biết từ lâu. Tại sao ngài không nói cho thiếp biết? Ta không dám nói. Ta sợ sẽ mất đi nàng. Tuy là ta biết người tình cũ của nàng là người làm trong tiệm thuốc, tuy hắn ta đã mất tích, nhưng mà ta vẫn luôn sợ hãi một ngày nào đó hắn quay về huyện Bảo Lai dẫn nàng và Băng Nhi đi. Thật không ngờ ngày đó đã đến thật. Ác mộng của ta đã trở thành sự thật. Dương gia, thiếp không ngờ trong lòng Dương gia lại giấu nhiều bí mật và đau khổ như vậy. Điều đó có là gì đâu. Chỉ cần được nhìn thấy nàng và Băng Nhi vui vẻ hạnh phúc quây quần bên cạnh ta, tất cả nỗi bất an và sợ hãi đều trở nên xứng đáng. Dương gia, thiếp là thệ tử của ngài, ngài không nên một mình chịu đựng tất cả. Ngài nên nói thiếp nghe sự băn khoăn của ngài. Thiếp cũng sẽ hứa với ngài, thiếp và Băng Nhi mãi mãi thuộc về Dương gia, không một ai có thể cướp mẹ con thiếp từ bên cạnh ngài. Không, nếu như nói người về đây chỉ là người làm của tiệm thuốc, ta có thể không để tâm. Nhưng mà người trở về lại là công tôn tiên sinh vang danh thiên hạ.
Còn ta chỉ là một lão già tuổi xế chiều mang tiếng là Dương gia. Về tuổi tác, về tài hoa, ta không có điểm nào hơn ông ta cả. Mà nàng lại ra ngoài gặp riêng ông ta hết lần này đến lần khác, nên ta sợ. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tình yêu ngài dành cho thiếp không có người đàn ông nào sánh bằng hết. Suốt 16 năm nay, ngài đối với thiếp và Băng Nhi yêu thương và hy sinh một cách không oán hận. Không phải bất kỳ điều kiện gì có thể so sánh được đâu. Ta thật không ngờ nàng lại nói mấy lời này với ta. Ta luôn nghĩ rằng nàng làm gì đền ơn nên mới ở lại bên cạnh ta. Đã đến lúc ta phải mất đi nàng và Băng Nhi rồi. Cho nên ngài sắp đặt mọi chuyện lại dồn thiếp và Công Tôn tiên sinh vào chỗ chết sao? Không, ta không muốn nàng chết. Nàng có hiểu được trái tim ta yêu nàng không? Nàng có tha thứ cho ta không? Dương gia không cần xin thiếp tha thứ. Là thiếp đã liên lụy Dương gia, cũng đã hại Công Tôn tiên sinh. Sự việc do thiếp mà ra, cũng nên do thiếp kết thúc. Muội muốn làm gì? Đại sư huynh là do ta giết, thì nên do ta ra mặt thú nhận tội. Không được, ta đã nhận tội và bị định tội rồi. Chỉ cần ta chết đi thì cả nhà muội vẫn có thể sống một cách vui vẻ. Huynh tưởng trải qua chuyện này rồi, gia đình ta còn có thể như trước được sao? Tất cả những chuyện hại người này đều do con làm hết. Là con sai khiến Thường Bưu, là con phái người bắt cóc Băng Nhi, rồi đổ tội cho Công Tôn tiên sinh. Cũng là do con phái người sát hại Công Tôn tiên sinh. Tất cả tội lỗi này đều một mình con làm hết. Cho nên tất cả tội ác sẽ do một mình con gánh vác. Không, không có bằng chứng, Bao đại nhân sẽ không tin lời cậu nói đâu. Còn ta thì tội chứng rành rành, để ta gánh tội thì được rồi. Không được, Công Tôn tiên sinh là trụ cột xã tắc, không thể chết được. Đủ rồi, không ai được gánh tội. Một mực che giấu sự thật chỉ gây thêm nhiều bi kịch hơn thôi. Bây giờ ta đi gặp Bao đại nhân, nói ra toàn bộ sự thật. Nghĩa phụ à? Dương gia. Nghĩa phụ. Dương gia. Nghĩa phụ à? Ngài đừng giả bộ nữa. Dương gia. Nghĩa phụ. Cho dù ngài có bị bệnh thật, cũng không làm thiếp thay đổi quyết định. Không, Dương gia không phải giả bộ, Nghĩa phụ, mà là bệnh thật. Tần giáo quý mau mời đại phu đến. Dạ được. Mời đại nhân. To gan, dám xông vào phủ Dương gia, ai xông vào giết chết không tha. Có Thượng Phương Bảo Kiếm ở đây, còn không mau quỳ xuống đi. Vạn quế. Công Tôn tiên sinh hiện giờ đang ở đâu? Dương phi nương nương, tuyệt đối không được. Dương phi nương nương, ta. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh ông ấy vô tội. Người hạ độc sát hại Thượng Bưu chính là ta. Có thật hay không? Công Tôn tiên sinh, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Lòng ta đã quyết, huynh đừng che đậy cho hành vi phạm tội của ta. Vì chuyện đến đại lao cướp ngục, bắt cóc tiểu quận chúa, sau đó đổ tội cho Công Tôn tiên sinh, không lẽ cũng là Dương phi nương nương đứng ở phía sau sai khiến à? Không, là Dương gia. Không, Dương gia không biết gì hết. Tất cả chuyện này do ta tự ý quyết định, người đáng chết là ta, không hề liên quan tới Dương gia. Tần giáo quý trung thành bảo vệ chủ, bổn phủ lấy làm cảm phục vô cùng. Nhưng mà vụ án này hệ trọng vô cùng, bổn phủ cần điều tra làm rõ mới được. Dương gia ở đâu?
Dương gia. Bao đại nhân. Bao đại nhân, xin thương tình Dương gia trọng bệnh, đừng cố tiếp tục xét hỏi nữa. Bổn phủ không phải muốn kinh động đến Dương gia, chỉ là có những nghi điểm nhất định phải mời Dương gia giải thích rõ. Bao đại nhân muốn biết những gì, mời bao đại nhân cứ việc hỏi, ta nhất định sẽ trả lời những gì mà ta biết. Công tôn tiên sinh gánh tội dùm Dương phi nương nương, tại sao ngươi còn thừa cơ hãm hại, là Dương gia sai khiến à? Không phải, là ta không muốn liên lụy tới nghĩa mẫu, cho nên ta đã tự ý quyết định đến tìm công tôn tiên sinh. Còn việc cướp ngục thì sao? Đó là đề phòng công tôn tiên sinh phản án. Chuyện này do một mình ta gây ra. Tần giáo quý, bổn phủ cảm phục lòng dạ hết mực trung nghĩa của ngươi, nhưng mà chữ trung này cần phải có công lý chính nghĩa, không được trung thành một cách mù quáng, nếu không chỉ gây nên bất hạnh như hôm nay mà thôi. Bao đại nhân, Chí Cương không có sai, là bổn vương sai rồi. Nghĩa phụ, xin ngài đừng có nói nữa. Ngươi phải giữ gìn sức khỏe, không được quá kích động lúc này. Tất cả mọi chuyện có phải do Dương gia vì yêu sinh hận, từ đó trồng ra ác quả không? Khoan đã, Tôn Nghe. Bao đại nhân, về việc hãm hại công tôn tiên sinh đều do một mình ta lên kế hoạch và tiến hành, không hề liên quan tới ai, càng không dính dáng tới Dương gia. Tất cả tội ác này hy vọng được kết thúc trên người ta. Sau này hy vọng bao đại nhân đừng tiếp tục làm khó nghĩa phụ. Đây là tâm nguyện duy nhất của ta, mong bao đại nhân thành toàn. Tần giáo quý, vĩnh biệt nghĩa phụ. Chí Cương, các ngươi còn không mau mời đại phu đến. Dương Trường Mã Hán. Dạ có. Mau mời. Tại sao con lại làm như vậy? Tại sao con lại khờ như vậy chứ? Trời ơi, ta thấy hối hận quá. Ta hối hận vì không nghe lời của con. Ta bị lòng đố kỵ làm mất đi lý trí. Hai người khác phải mất mạng, lại hại cả con nữa. Ta tội đáng muôn chết, Chị Cương à. Con hãy tha thứ cho ta. Đại nhân. Đại nhân. Bao đại nhân, xin cho ta gặp Dương gia lần cuối có được không? Đại nhân, cho dù thế nào Dương gia cũng có công với triều đình, cho dù Dương phi tội có đáng chết cũng xin đại nhân xử lý khoan dung, bảo vệ danh tiếng của phủ Dương gia. Vì Dương gia suy nghĩ sai lầm đã hủy hoại bản thân, cũng hủy đi gia đình này. Xin bao đại nhân thành toàn. Xin đại nhân thành toàn. Thôi được rồi, nương nương mời tự nhiên. Đa tạ bao đại nhân thành toàn. Bằng Nhi, đi theo mẹ. Đại nhân thở dài vì chuyện gì?
Xem ra nương nương đã quyết định như vậy rồi. Bỏ đi, đây là cách duy nhất bảo vệ sĩ diện của phủ Dương gia. Cha ơi! Dương gia! Cha! Cha đừng để mẹ con đây mà! Con không muốn đâu cha ơi! Bằng Nhi, con yên tâm đi, mẹ con sẽ không sao đâu. Truy Anh, Dương gia, đỡ ta ngồi dậy, ta phải đến Khai Phong phủ, đến trước mặt hoàng thượng xin tội dùm cho nàng. Chức vị Dương gia này ta không cần nữa. Cả nhà ba người chúng ta tìm một nơi thật yên tĩnh, bình yên sống cho hết quãng đời còn lại. Dương gia, ngài có tấm lòng này là đủ rồi. Thiếp không thể để Dương gia đi đường vất vả, càng không thể để Dương gia bị mất mặt gì thiếp. Thuy Anh, ta phải đi. Dương gia. Bằng Nhi, cha ơi, đỡ cha đứng dậy. Dương gia. Dương gia. Ta vô dụng, ta không bảo vệ được cả thê tử của mình, ta thật vô dụng. Dương gia, ngài đừng nói như vậy. Là thiệp đã liên lụy Dương gia, thiệp chết không đáng tiếc. Chỉ là sau này không thể hầu hạ Dương gia nữa. Xin Dương gia giữ gìn sức khỏe. Nàng không được nhắc đến từ chết, ta không thể mất nàng đâu. Bằng Nhi à, đi mời Bao đại nhân đến đây, ta cầu xin ông ấy, xin ông ấy xử lý khoan hồng. Dương gia, ngài đừng làm khó Bao đại nhân nữa. Sau khi thiếp đi rồi, Bằng Nhi làm phiền Dương gia chăm sóc nó nhiều hơn. Không, ta đã là một phế nhân rồi, ta không thể chăm sóc nó, yêu thương nó giống như trước kia nữa. Nếu như nàng lìa xa cõi đời này thì ta sẽ đi với nàng, để Bằng Nhi về tìm Công Tôn tiên sinh nhận tổ quy tông. Cha, cha mới nói gì vậy chứ, con nghe không hiểu. Bằng Nhi à, mẹ con không có gạt con, người nói dối chính là ta. Công Tôn tiên sinh mới là cha ruột của con. Con không nên ở trong Dương phủ nữa, con nên về tìm ông ấy đi. Không, không phải như vậy đâu. Cha mới chính là cha ruột của con. Con biết, cha sợ con nhìn thấy cha bây giờ như vậy, cho nên cha mới đuổi con đi chứ gì. Bằng Nhi, con hãy bình tĩnh, nghe cha từ từ nói với con. Cha không thể chăm sóc cho con được nữa. Nhưng mà con có thể chăm sóc cha mà. Cha đã nuôi con khôn lớn từng này rồi, cha hy sinh biết bao nhiêu là công sức và tâm huyết của mình. Bây giờ chính là lúc con đền đáp công ơn của cha. Nhưng mà ta không phải là cha ruột của con. Con mặc kệ, cho dù là ruột thịt cũng được, nuôi nấng cũng được. Ở trong lòng con chỉ có một người cha, là cha đây thôi. Con chỉ có cha mà thôi. Như con ở trên thế gian này,
không có bất kỳ ai có thể thay thế cha được hết. Cho dù có là hoàng thượng cũng không thể được. Bằng Nhi, cha bệnh nặng như vậy rồi, chăm sóc cha cực lắm đó con. Con không sợ. Nếu như con đi theo Công Tôn tiên sinh, con sẽ được thoải mái hơn rất nhiều. Con không cho cha nói những lời này đâu. Nếu cha còn nói nữa, con giận cha thật luôn á. Đa tạ con. Con mới chính là người phải nói câu đa tạ cha. Bằng Nhi, con lớn khôn rồi, con lớn khôn thật rồi. Cha ơi, cha, thuốc đoạt mệnh. Dương gia, ơn nghĩ của ngài đành hẹn kiếp sau đền đáp. Công Tôn tiên sinh không cần đợi nữa rồi, Dương Phi nương nương sẽ không quay lại nữa đâu. À, không, học trò đi tìm cô ấy. Cô ấy không thể. Thúy Anh, Thúy Anh, phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV. Thúy Anh, Thúy Anh, Thúy Anh. Thúy Anh, Thúy Anh, Thúy Anh. Đại nhân, Dương Phi nương nương thế nào rồi? Dương Phi nương nương đã tự vẫn qua đời rồi. Quả đúng như vậy. Hãy truyền lệnh xuống, Dương Phi nương nương vì đã ngộ sát thường bưu, hôm nay đột nhiên bệnh nặng vì bất trị tử vong, lo liệu việc hậu tang, vụ án này kết thúc.
Thúc sắp xuất phát rồi sao? Đúng vậy. Bao đại nhân phụng chỉ đi tuần khắp thiên hạ, ta cần đi theo ngài ấy. Trừ phi con hy vọng ta ở lại. Không, Thúc hãy đi làm những việc mà Thúc nên làm, không cần phải lo cho con. Đợi ta về Khai Phong phủ rồi, có phải con bằng lòng đi theo ta không? Con thích sống ở nơi này, bởi vì chỗ này có cha của con và mẹ con. Con nghĩ con sẽ không dọn đi đâu nữa hết, con sẽ ở lại nơi này suốt đời. Ta hiểu rồi. Đây là vật định tình của ta và mẫu thân con năm xưa, con hãy giữ lấy. Con chúc Công Tôn Thúc Thúc thuận buồm xuôi gió. Hẹn gặp lại. Công ơn sinh thành và công ơn dưỡng dục, ơn nào nặng hơn? Trong lòng Tiểu Băng thấy băn khoăn dãy dùa. Trấn Nam Dương hiện hách một thời, không ngờ đến tuổi xế chiều lại gặp phải bước ngoặt thay đổi gia cảnh nghiêm trọng như vậy, gần như chống đỡ không nổi. Mà nhờ Tiểu Băng lương thiện từ bi, sau cuộc đấu tranh tâm lý quyết định ở lại bên cạnh chăm sóc ông. Nhưng mà phụ Trấn Nam Dương vốn không ai bì nổi, từ đó ngã rồi hết gượng dậy nổi. Còn Công Tôn Sách ôm theo nỗi đau khôn xiết, rời khỏi quê hương, theo đội ngũ đi tuần khắp thiên hạ của Bao đại nhân tiếp tục tiến bước.